khăn. Trướng hả? Mở một cái ô đấy hồi xưa là cũ á, mà biết là mở trong mình đưa á, mà trong nước ngoài bây giờ mở một cái khách sạn cho mình đưa. Mọi người ơi, có like chia sẻ giúp em rồi nhá. Mọi người có like chia sẻ giúp em với, tí nữa em thanh lý hàng Quảng Châu. Đó hả? Mọi người ơi, mọi người có like chia sẻ giúp em rồi nhá mọi người. Chia sẻ hai lần trên tường, hai lần trên tường với hai trẻ nhóm giúp em là được. Mua áo khoác với giá 59 ngàn. Mua áo khoác với giá 59 ngàn nhé khách. Mọi người ơi, có like chia sẻ giúp em với. Còn được có mấy cả áo khoác à, em xả cho hết luôn. Xả áo khoác này 59 ngàn nhé mọi người. Đây, xả áo khoác này 59 ngàn. Cái hàng này hồi là bán trăm mấy, giờ xả 59 ngàn luôn, có được mấy cái thôi. Hồi em bán trăm mấy em xả còn... còn mấy cái em xả 59 ngàn luôn nhé khách. Nhớ là chia sẻ giúp em nhé. Chia sẻ giúp em mua vì giá 59 ngàn thôi. Nhớ mọi người ơi, nhớ chia sẻ giúp em rồi nhé mọi người. Đây áo em đang bận nè, 59 ngàn, còn đúng 2 cái thôi. Chị nào lấy áo này thì chốt 59k kèm số thầy giúp em nha. Đây áo em đang bận này, 59 ngàn, 59k nha khách, 2 lớp. Đây chị nào lấy áo này thì chốt 59k giúp em này. Rất là đẹp luôn. Mọi người ơi, cái này chia sẻ cho em chút xíu nhé mọi người. Tí nữa em sẽ xả một cái áo gió cao cấp, hàng hồi em bán 240, chị em xả 59 ngàn luôn cho những chị nào chia sẻ nha. Tí nữa em sẽ xả một cái áo gió cao cấp này nè. Đây, tí nữa em sẽ xả một cái áo gió này luôn. Mọi người ơi, Cala chia sẻ giúp em với, tí nữa em thanh lý mấy cái hàng Quảng Châu 10k 20k luôn, xả hết luôn nhé mọi người. Mọi người Cala chia sẻ giúp em với nha. Đây em thanh lý cái hàng Quảng Châu trước đi, mấy cái áo kiểu gì. Đây áo phong Quảng Châu Adidas. Đây nhé mọi người ơi, có like chia sẻ giúp em về nhá. Áo này em sẵn 15k, chị nào là chốt 15k giúp em nè. Cái này nó hơi bụi một tí nên mấy chị về dập lại giúp em tí nha. Chào em Đặng Thị Giang. Cái váy cam hả? Cái đó là cái dung. Đây váy đây. Mọi người ơi, Cala chia sẻ giúp em với. Đây Cala chia sẻ giúp em với, mua áo khoác với giá 59 ngàn thôi nhá. Cái váy này em sale 70k, chị nào là chốt 70k giúp em. Dưới 52 kiếm ok nhé mọi người. Chị nào là cái này thì chốt này, 70k giúp em nha. Mọi người có like chia sẻ giúp em rồi nhá. Từ nãy em sẽ lên hàng lên tâm, lên Quảng Châu đẹp lắm luôn. Áo khoác xám hả? Áo khoác xám, đợt tiền này tôi chỉ là áo khoác xám nha em. Mọi người ơi, có like chia sẻ mua áo khoác với giá 59 ngàn nhá. 100 lấy cái áo này nè. Rồi cái áo dây tay này luôn. Cái này là đa số hàng Quảng Châu nhé mọi người. Nhớ là chia sẻ giúp em mua về nhà sale nhé mọi người. 15k em chốt cho Ngọc Trâm rồi. Rồi cái áo này nè, hàng Quảng Châu nhé mọi người. Đây cái này 25k, chị nào là chốt 25k giúp em nè. 25k nhé, chị nào là chốt 25k giúp em nè. 25k nhé khác. Anh đi Ngọc Trâm nhé. Đây chị nào là cái này chốt 25k giúp em. Cái này hàng Quảng Châu, hàng thun Quảng Châu bao đẹp luôn. Chị nào là chốt 25k giúp em. Cái này là em xả lỗ rồi mọi người, cái này hồi em bán giá cao lắm. Bây giờ em xả cho hết luôn để về hàng lên. Thì em qua mùa đông á, qua hàng đông nhiều lắm. Chị Duy Nguyễn lấy 25, chị Duy Nguyễn nói cho em xin thông tin số điện thoại nha. Cho em thêm thông tin nha chị. Cái này là hàng bạc toàn bao chất không nha khách, bao chất đẹp lắm. Rồi một cái kiểu màu đỏ này, hàng full này.
cho em thêm thông tin nha chị Duy Nguyễn ơi. Rồi áo này em sale 25 ngàn luôn, chị nào lại chốt đỏ giúp em. Chị nào lại chốt đỏ giúp em nha. Áo phun kiểu này, chị nào lại chốt đỏ giúp em nhé. Cái này mặc đẹp lắm. Cái này mặc lên phone đẹp lắm nhé mọi người. Giúp em like nhanh để cho mấy chị lựa. Tìm được qua hàng lên tâm đẹp lắm luôn. Đây chị nào lại chốt màu đỏ giúp em nè. Cho chị Nguyễn Lai. Đây chị nào lại chốt đỏ giúp em nha. Rồi ok đi Nguyễn. Rồi chị nào lại chốt đỏ giúp em nè. 25k luôn. Chị nào lại chốt đỏ giúp em. Cái này là hàng thun nhé, thun cốt tông, thun ghẹo. Chị nào lại chốt đỏ giúp em. Một cái đình đá này. Cái này là hàng thun thái này. Thun thái, thun ghẹo này. Mặc hơi lâu. Đây chị nào là cái áo này chốt đen giúp em nha. Chị nào là cái này chốt đen giúp em. Cái này em sale 20k luôn. Chị nào là chốt đen giúp em. Đây chị nào là chốt đen giúp em nè. Cái hàng này là đình đá hàng Quảng Châu nha khách. Chị nào là chốt đen giúp em nha. Cái này ôm phong đẹp lắm. Người em hơi tròn. Chị nào là chốt đen giúp em nha. 20k chị nào là chốt đen giúp em. Đây cái này là hàng Quảng Châu nha khách. Bao đẹp luôn. Chất thun, nói chung là hàng Quảng Châu không có giá này đâu. Em lấy vô đây giá 6 mấy rồi. Hôm nay em sale cho khách trên khắp luôn nha. Đây chị nào là cái này chốt cho em nè. Áo 2 dây à, đợi Duyên Trúc nhé. Rồi chị nào là cái này chốt đen giúp em nha. 20k nha khách. Cái này em sale 20 ngàn luôn. Chào Ngọc Ngọc. Ôi chị nào là cái này chốt 20k giúp em. Đen 20. Dạ cái này dưới 50kg mặc ok thôi chị ơi. Cái này dưới 50kg mặc ok thôi. Chị Hương Vy lấy đen cho em xin thông tin số điện thoại nha chị Hương Vy. Mấy cái, hai cái có. Rồi em còn một cái đen nữa, chị nào là chốt đen 20k giúp em nha. Huyền Huyền lấy đen 20 cho em thông tin số điện thoại luôn. Chị Hương Vy ơi cho em thêm thông tin nha chị Hương Vy. Chị Hương Vy cho em thêm thông tin nha. Cái này là đa số hàng Quảng Châu nha mọi người. Báo chất luôn. Huyền Huyền là cho em thông tin số điện thoại luôn. Đây cái chân váy xòe. Cái này là xòe luôn nhá. Mà chị về phối với là chân váy à, phối với áo thun nhạc tay. Áo dây gì cũng đẹp nha. Đây cái chân váy này em sale 20k luôn. Chị nào là chút chân váy giúp em nè. Huyền Huyền nói cho em thêm thông tin. Chị Hương Vy cho em thêm thông tin nha. Chị nào là cái này chốt giúp em nè. Chân váy 20k. Chân váy luôn nha khách. Chân váy này nó xòe tự nhiên luôn nè. Có luôn chị ơi. Nhiều lắm. Em nhiều mẫu lắm. Đợi em chút nha. Chị nào là cái này chút đen 20k giúp em nè. Đây là 20k nha khách. Chị Huyền Huyền với chị Hương Vy cho em thêm thông tin nha. Một cái đen bao đẹp luôn. Cái đen này hàng Quảng Châu luôn nè. Đây này em sẽ 25k, chị nào lại chốt 25k giúp em nè, cái này hàng Quảng Châu nhá. Chất bao đẹp. Chị nào lại chốt đen giúp em nè. Cái này mấy chị ơi, mấy chị nhắm phone giúp em, cái này lấy phone chuẩn làm nhé, hàng này bao đẹp luôn, chất vải đẹp á, lấy phone rất là chuẩn luôn. Đây chị nào lại cái này chốt 25k giúp em. Cái này em bán giá chỉ bằng một vóc của người ta thôi, do hàng này á, do còn này em bán giá hết để lấy hàng lên về á, hàng thu đông về nha. Thường thường cái này em là vô là giá sau mấy rồi, không có giá này đâu. Huyền Huyền lấy đen 20, Huyền Huyền nói cho em thêm thông tin. 25k, chị Huyền Huyền cho em thêm thông tin nha. Chị Huyền Huyền cho em thông tin để em lên bill cho dễ nhé. Summy. Summy này. Summy, chị nào là cả Summy này, chút Summy giúp em này. Summy này 25k luôn. Em ở 339, 1899 là thì riêng bố ba thổi nhé khác. Rồi Summy này. Đây chị nào là chốt sơ mi giúp em. Trên váy Miu Miu là trên váy cho em thông tin số điện thoại. Mọi người ơi chốt hàng cho em thông tin số điện thoại em mới chốt hàng được nha. Rồi chị nào là chốt sơ mi giúp em. À nó sẵn sàng chốt đi. Rồi ok. Rồi ok Huyền Huyền. Chị nào là chốt sơ mi giúp em nè. Sơ mi 20k. Mấy chị về cái này mấy chị treo lên giúp em nhé. Cái này trong bọc hơi nhanh đó. Chị nào là cái này chốt sơ mi giúp em nha. Sơ mi 20k luôn. Cái này là hàng cực rẻ luôn, hàng Quảng Châu nha khách. Hàng Quảng Châu bao đẹp luôn.
Chị nào lại áo sơ mi chốt sơ mi. Ôi mà cái áo nào sẵn sàng đó. Rồi cái sơ mi đen nè. Ngọc Ngọc là sơ mi 20 rồi, ok Ngọc Ngọc. Nhưng Ngọc Ngọc để cho Duyên nhé. Đây, cái sơ mi này luôn nha khách. Cái này em sẽ 20k luôn. Mấy chị ơi, mấy cái sơ hàng này nè là về mấy chị á. Treo lên thẳng kia em bỏ trong bọc hơi nhanh á. Sơ mi nó bỏ trong bọc hơi nhanh. Đây chị nào cái này chút đen 20 giúp em luôn. Đen. Em lấy đen hả em? Em lấy đen này luôn hả? Hả Ngọc Ngọc. Cái này hàng chất đẹp lắm, hàng còn trâu nha khách, bao đẹp luôn. Em với cả hai cái em. Rồi ok em. Rồi một cái cá sấu phôn crop top nè. Áo này em sale 15k, chị nào là chút 15k giúp em. Cá sấu 15k nha. À cá sấu mà 15k thôi nè. Mấy chị ơi, có like chia sẻ giúp em thì lên hàng lên tâm. Lên Quảng Châu đẹp lắm. Chị nào là áo này chút áo cá sấu nè 15k giúp em nè. Áo cá sấu 15k giúp em nha. Chị Thu Vũ là áo cá sấu 15k rồi, ok chị. Chị ơi, lấy cho em thêm thông tin số điện thoại nha chị Thu Vũ. Vậy đây, một cái váy nè. Váy này rất vai nha khách. Váy này em sale 25.000, chị nào lấy chút vải giúp em. Có đồ 57kg em, dạ có chị ơi, có nha. Cá sấu Đào Nguyễn rồi, ok Đào Nguyễn. Ghi Đào Nguyễn rồi. Rồi chị nào lấy cái này chút váy giúp em nha, váy 25k. Cái này chất đẹp lắm luôn nè khách. Chất mịn lắm nha. Chị nào lấy chút váy giúp em. Váy rất vai dài tay nha khách. Cái đó là váy em ơi, cái đó là váy mất rồi. Cái đó là váy. Đâu có áo đâu. Huyền Huyền lấy váy nè. Coi còn cái nào nữa. Huyền Huyền lấy váy. Khánh My nhon một cái nữa. Coi còn một cái để cho Khánh My nhon. Khánh My nhon cho em thông tin số điện thoại nhé. Đây, một cái áo nè. Áo sắt nát. Áo sắt nát hàng Quảng Châu nha khách. Cái màu đen này lên nó hơi chói này. Đây, chị nào là cái áo đen này chốt đen giúp em này. Đen 30k nha, sắt nát nha khách. Đen pha lưới 30k, chị nào là chốt đen giúp em nè. Đen 30k giúp em nha khách. Đây, cái này đa số là hàng Quảng Châu nha khách ơi. Khánh nhé. Khánh My nhon cho em thêm thông tin nha. Chị nào là cái này chút đen 30k giúp em nè. Cái này là hàng Quảng Châu bao đẹp luôn nha khách. Hàng Quảng Châu nhá. Cái này là hàng em còn em xả cho hết luôn. Hồi em bán toàn là hàng toàn là 70, 80, 90. 70, 80, 90, 170 không à. Hôm nay em xả cho hết luôn. Để em về hàng lên. Rồi chị nào là cái đen này chút đen giúp em nè. Đen 30k nha khách. Chị nào là cái đen này chút đen 30k giúp em nè. Rồi ok Khánh My nhon đây 30k. Đen 30 rồi ok Huyền Huyền. Ok chị nhé. Đây, một cái áo rất vai nha khách. Áo này 30k luôn. Chị nào này áo nào chút áo giúp em này. Áo khoác tìm nè của gần gần. Em like hết cái mẫu này rồi em vào áo khoác nha khách. Xả áo khoác cho hết luôn. Huyền Huyền. Rồi chị nào là cái này chốt giúp em này. Sọc 70. À sọc 30. Sọc 30k nha khách. Trẻ vai. Cái này đẹp lắm. Hàng Quảng Châu nhún nhá. Chị nào là cái này chốt 30k giúp em. Mọi người ơi, vừa coi vừa chia sẻ giúp em chút xíu nhá. Chị nào là cái sọc 30 này, chốt sọc 30k giúp em này. Sọc 30k nha khách. Đây trẻ vai nha. Chị nào là cái này chốt sọc giúp em 30k này. Cái này hàng Quảng Châu mà đa số Quảng Châu.
chị em còn Dubai rồi. Hôm nay chị xả còn số lượng ít, chị xả cho hết thôi. Đây chị nào là cái áo này chốt giúp em 30k nha. Một cái váy xòe này, váy xòe này giá 53 kiếm ok nha khách. Chị nào là cái này chốt váy giúp em này, váy này em sale 30.000 luôn. Chất bao đẹp luôn, nói chung là hàng Quảng Châu, chất Quảng Châu nên mọi người yên tâm về chất vải nhá. Chị nào là cái này chốt giúp em váy này 30k, váy này giá 53 kiếm ok nha khách. Mét 6 thì giá 55 ký. Chị nào là chốt váy giúp em này, váy 30k. Bao đẹp luôn, xòe nhá. Rồi ok, Khánh My Nhon. Một cái quần, một cái quần này, chị nào là chốt quần giúp em. Quần này em sale 25k luôn. Quần ống rộng nha khách, 25k, chị nào là chốt quần giúp em. Chị nào là cái quần này chốt quần giúp em này. Quần này nha khách, quần này giữ 53, 54 kiếm mà ok luôn. Ai cao mét 6 giữ 55 kiếm mặc được luôn nhé. Quần ống rộng dễ mặc lắm. 25k, chị nào là chốt quần giúp em. Rồi ok Ngọc Trâm, quần cho Ngọc Trâm nha. Một cái váy này khác, váy rất vai. Rồi váy này, váy này em sale 25k luôn. Chị nào là chốt váy giúp em. À có không xin, tiền em xạo quá nha, để em chút. Rồi chị nào là cái này chốt váy giúp em này, váy này 25k luôn nhá. Không, bây giờ em lại xả đồng giá 25k luôn đi. Chị nào là cái này chốt váy giúp em nè. Con ghim nữa, ghim nữa. Đây chị nào là cái này chốt váy giúp em nè, váy giúp em nha khách. Huyền Huyền lấy váy. Rồi ok Huyền Huyền. Một chả sơ mi von, sơ mi von nhé. Chị nào lấy thì chốt giúp em này, sơ mi này. Đồng giá 25k luôn nhé khách ơi. Chị nào lấy cái này chốt giúp em này. Chốt giúp em mà áo đi, áo, áo nhé khách. Chị ơi không thấy, anh ghi chưa? Không thấy. Chị nào lấy chốt áo giúp em này. Áo sơ mi von nhé. Váy màu đỏ nào, à cái đó là xếp bộ, cái đó xếp bộ nha. Rồi chị nào là chốt áo giúp em nè, áo nha khách, áo sơ mi von hai lớp quả đình đá, mặc lên phone đẹp lắm luôn, có 25.000 thôi, mấy chị mua lựa đi. Ta có được một đợt này là đợt cuối à, mà em xả cho hết thôi, không còn nữa đâu. Đây một cái váy nè, váy này giờ 53 kiếm ok này. Chị nào là chốt hồng giúp em nè, hồng nha khách. Chị nào là chốt hồng giúp em, chị nào là chốt hồng giúp em nè, váy hồng nhé. Chị nào là chốt hồng giúp em, cái này hàng Quảng Châu nên mà chị yên tâm bao chất luôn. Chị nào là thấy chốt giúp em mã hồng nè, chị nào là cái này thì chốt giúp em mã hồng này, váy hồng nha khách. Diệu Thị Thanh Đoàn, chị lấy hồng cho em thông tin số điện thoại nhé chị ơi. Chị em thông tin số điện thoại. Đây, một cái áo sơ mi nè. Chị nào lại chốt xanh giúp em, sơ mi nhá. Hàng Quảng Châu, chị nào lại chốt xanh giúp em nè, xanh nhá khách. Chị nào lại chốt xanh giúp em. Không có nhận inbox nha khách ơi. Chốt trên like giúp em không nhận inbox. Đây chị nào chốt xanh giúp em nè, sơ mi xanh nha khách. Cái này là sơ mi xanh đen nè, mặc đẹp lắm luôn. Chị nào là chốt xanh giúp em nè. Chị nào là chốt xanh giúp em nha khách. Có đồ bộ luôn, để em chốt tìm em like đồ bộ. Khánh My Nhon là sơ mi xanh nè. Rồi ok Khánh My Nhon. Rồi chị nào là cái này thì chốt xanh giúp em nè nha. Rồi sơ mi xanh em chốt cho Khánh My Nhon, rồi em còn một cái nữa.
một cái áo kiểu màu đỏ này, chị nào lại chốt đỏ giúp em này, áo kiểu màu đỏ nhé, chị nào lại chốt đỏ giúp em nè khách. Mấy chị ơi vừa coi vừa chia sẻ giúp em với nha, chia sẻ để mua giá sale thì nó mua áo khoác với giá cực ưu đãi luôn. Chị nào lại cái này chốt đỏ giúp em, áo kiểu màu đỏ này, chị nào lại chốt đỏ giúp em nhé khách. Đây chị nào lại chốt đỏ giúp em, Huyền Huyền lấy đỏ, ok Huyền Huyền. Một cái váy dạng baby doll cho mày, em mặc cho khách coi. Cái này mặc đẹp luôn, cái này giống như baby doll nhé khách. Chị nào là cái này chốt xanh giúp em nè. Cảm ơn Ngọc Ngọc nha, cảm ơn Ngọc Ngọc nhiều. Mì Duyên lấy đỏ cho Duyên thông tin số điện thoại luôn. Còn một cái đỏ Barbie, giống như kiểu Barbie doll, cái này cột ở đây lại được nha khách. Chị nào lại chốt xanh giúp em nè. Chị nào lại xanh, ủa sao, chị nào lại xanh chốt xanh giúp em nha. Đây chị nào lại xanh chốt xanh giúp em nè. Chị nào lại áo xanh này chốt xanh giúp em nha khách. Chị nào xanh chốt xanh giúp em nè. Mày thôi bỏ ra đi. Xả đơn ra chưa có thông tin xả đơn ra. Rồi chị nào lại chốt xanh giúp em nha khách ơi, xanh nha. Rồi Diệu Thị Thanh Đoàn nè. Còn lỗ cái Diệu Thị Thanh Đoàn. Cái màu đen nè. Chị nào lại cái này chốt đen giúp em này khác. Mỹ Duyên lấy đỏ. À Duyên Mỹ lấy đỏ cho Duyên thêm thông tin. Duyên Mỹ ơi cho Duyên thêm thông tin nha. Màu đỏ đậm mất chị ơi, cái nào em? Đỏ đậm hả? Hay đỏ đậm? Là cái nào em? Khánh Minh Nho lấy đen. Nô cái Khánh Minh Nho. Là cái nào ta? Bộ set bộ nhá, bộ này. Đây, bộ này cho bé nhé khách ơi, bộ này cho bé nha. Chị nào là cái này chốt bộ cho bé, bộ này cho bé bao nhiêu ký được anh? Đây bộ này cho bé từ 25 đến 35 ký, chị nào là chốt bộ giúp em. Bộ này cho bé từ 25 đến 35 ký nhé. Bộ nam. 25 đến 35 ký, 25.000 thôi. 25 đến 35 ký nhé khách. Chị nào lại chốt bộ giúp em. Hết đen rồi, áo sọc thun thái, chị nào lại chốt sọc giúp em. Sọc thun thái nhé, chị nào lại chốt sọc giúp em. Mặc cái con kiểu của nó như này. Thôi bỏ ra đi, thì là chị cho cô kia. Đây, chị nào là cái này chốt sọc giúp em nè. Thun thái nhé khách, chốt sọc giúp em. Cái này hàng thun thái. Rồi ok Khánh Minh Nho, ok chị nha. Wow. Dạ đúng rồi, em đã xả đồng giá 25k cái quần nè. Đầm keo á, cái đầm chắc đầm màu vàng bò đó. Ý chị Phương Lê họ chứ phải cái đầm dây màu vàng bò đó. Chị ơi cái đầm màu cam phải không chị Phương Lê rồi. Cái quần này chị nào là chốt quần giúp em. Quần này nó bị ba cái cúc rồi, để tí em dành cái cúc vô. Đây, chị nào là cái này chốt quần giúp em nè. Về mấy chị ơi về đính giúp em cái quần như cái cúc quần nhá, rớt đâu rồi á. Chị nào là chốt quần giúp em nhé. Quần này gọi là quần gì á? Quần biết gì nha khách. Chị nào là cái này chốt quần giúp em nha. Quần này gì 53-54 kiếm mà ok nè. Chị nào là chốt quần giúp em. Quần nha khách. Rồi một cái áo sách nát màu xanh nè. Cái này màu xanh mặc hơi nhắn. Chị nào là chốt xanh giúp em. Rồi đợi em chốt để em thử qua áo khoác luôn. Rồi ok, 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 ok Duyên Mỹ nha. Em ở Buôn Ma Thuột nha. Rồi chị nào lại chốt xanh giúp em nè.
chị nào là cái áo xanh này chốt xanh giúp em, nó hơi nhanh. Chị nào là chốt xanh giúp em nha. Còn số lượng ít nữa thôi em like nhanh để cho mấy chị quả áo khoác cho mấy chị lựa nhé. Đây, một cái áo dây tay màu tím, chị nào là chốt tím giúp em. Tím này, đính đá, chị nào là chốt tím giúp em. Mấy chị ơi, bỏ trong bọc nó hơi nhanh đó, vì mấy chị treo thẳng lên một cái mặt hơi bị xinh luôn. Trong bọc, bỏ trong bọc hơi nhanh. Chị nào là cái này chốt tím giúp em nè. Chị nào là chốt tím giúp em nha. Cái hàng Quảng Châu mình giá có 25.000, cực rẻ luôn, bác chốc luôn. Đây một cái váy này. Váy này giá 52 cái mà ok luôn. Chị nào là chốt váy giúp em. Khánh Minh Nhon là tím rồi, ok chị Khánh Minh Nhon. Mấy cái ship chị. Em ơi, đơn cho 100 là chị ship em ơi. Mình chọn thêm mấy đồ ship luôn nha. Rồi ok, đơn cho 100 là ship nhé. Chị nào là chốt váy giúp em nè. Đi nó qua áo khoác này, áo len đẹp lắm. Tại qua áo len cực đẹp luôn mấy chị. Thì để em là áo len đẹp lắm luôn. Rồi chị nào là cái này chốt váy giúp em nha. Váy nhé khách. Váy này 25k luôn. Chị có váy nâu sao đi. Rồi ok. Ok chị nha, để em chốt. Váy nào, váy một nâu nâu gạch gạch phải không? Hồng Anh lấy váy nè. Hồng Anh cho em thông tin số điện thoại nha. Cái này phải không chị? Cái này phải không chị ơi? Cái này em sẽ 70k. Chị nào là chốt váy giúp em. Chị nào là chốt váy giúp em này 70k nha. Có mút ngực. Có mút ngực. Đây chị nào là chốt 70k giúp em nha. Đây chị nào là chốt giúp em nè. Chốt váy giúp em 70k nha khách. Đó giúp mình cho coi đó. Rồi cái áo này, áo sắt nách. Em ở Buôn Ma Thuột nha. Rồi chị nào là cái này chốt giúp em mã xanh nè. Áo sắt nách mã xanh nha khách. Áo u xì. Chị nào là chốt xanh giúp em nè, u xì nha. Sắt nách, ba đẹp luôn. Chị nào là chốt xanh giúp em. À dạ em quên mất, ok chị. Ok chị Phạm Thủy, để em đổi cho chị nha. Quên mất. Huy Huy lại xanh. Chị Hồng Anh ơi, cho em thêm thông tin nha chị Hồng Anh. Cho em thêm địa chỉ nữa nha. Một cái váy suôn phi nè. Chị nào là chốt váy giúp em nè. Cái này xả rẻ rồi, mấy chị nhanh tay lựa đi. Tại cái này là đa số hàng Quảng Châu mà. Hàng Quảng Châu em xả thôi nè. Chị nào là chốt váy giúp em. Váy này giá 53k và ok nè khách. Chị nào là chốt váy giúp em, cái này hàng phi lụa này. Đẹp lắm, mặc lên phong đẹp, váy suôn phi lụa nhé. Rồi ok, ok Khánh Minh nha, ok chị này. Quần luôn. Quần thể thao này. Chị nào là chốt quần giúp em. Quần nha khách, đây. Em còn là sụp kỳ đó. Đây chị nào là chốt váy, chốt quần giúp em nè, quần này khách. Đây quần này giống như quần thể thao luôn nha. Mệt, mặc đẹp lắm luôn nè. Chị nào là chốt quần giúp em, quần. Cái này hàng của Châu xịn, chất xịn lắm. Mặc rất là đẹp luôn này. Chất vải xịn mặc lên phong khi nào cũng thấy rất là đẹp luôn nha khách. Đây chất vải xịn mặc lên phong này rất là đẹp luôn. Chị nào là chốt quần giúp em nhé. Không, có đừng cãi à em. Cái này có được cãi à. Quần này được cãi à. Rồi một cái váy này. Áo phong đen vô bồi hả? Áo này chị. Áo này chị hả? Huỳnh Huỳnh lấy quần. Rồi chị này là cái này chốt váy giúp em nè. Đúng rồi, em đang lấy đồng giá 25k nhé. Chị này là chốt váy giúp em. Cái này cái váy còn nhún ở đây. Váy này giờ 50 kỳ thôi nha khách. Phong hơi nhỏ. Chị này là chốt váy giúp em. Váy giờ 50 kỳ thôi. Chị nào lại váy chốt váy giúp em nè, váy giá 50 cỡi thôi nha khách. Đây, váy này giá 50 cỡi thôi. Em có hai màu. Màu vàng với là màu trắng.
khánh mi nhau lại trắng, em còn cái vàng bò này đẹp này, chị nào lại chốt vàng giúp em nha. Em còn cả màu vàng bò, em còn cái vàng này, chị nào lại chốt vàng giúp em nè. Em còn cái vàng, chị nào lại chốt vàng giúp em luôn nha. 25.000 chất lên gân dày dặn nha khách. Chị nào lại thì chốt giúp em màu vàng nè. Mấy chị Cala chia sẻ giùm em nhé, sắp hết rồi, em chuẩn bị quăng lên đẹp lắm. Rồi ok chị Khánh Mignon. Cái hàng xả của em gần hết rồi, em qua xả áo khoác này, chuẩn bị qua xả áo khoác nha khách. Một cái áo phong villa, chị nào lại chốt giúp em mã đen sọc. Chốt giúp em mã đen sọc nha khách. Đây chị nào lại chốt đen sọc giúp em nè. Đen sọc nha khách, chị nào lại chốt đen sọc giúp em. Villa đen sọc, áo phong nhé. Dạ em thấy chị nhé chị ơi, mà chị có mà sao em không đọc được nha chị Lê Vũ. Áo này, áo sọc cho Khánh Mignon này. Ok chị này, cho cái sơ mi này đẹp luôn. Chị nào lại chốt tím giúp em này, sơ mi tím nè. Mà chị ơi, cái này hàng Quảng Châu nên bao chất luôn nhá. Mà chị mua về chị việc mặc thôi, bao đẹp luôn đi, form đúng chuẩn luôn. Đây, chị nào lại chốt tím giúp em, cái tím này đẹp lắm luôn nhá mấy chị. Áo lên chút đi bé. Dạ rồi, để em lên áo lên nha. Em lên hàng lên đẹp cho mấy chị luôn. Em xả gần xong rồi nên đợi em chút nè. Đây, chị nào lại chốt tím giúp em, tím cổ bèo nhá mấy chị. Không có áo dây rồi em ơi, không có áo dây. Đây chị nào chốt tím giúp em. Tím bèo này, dài tay đẹp lắm. Có sơn mực kẻ không em, sơn mực kẻ hả? Có chờ mất hả? Anh bảo gọi mẹ để chân lai lên nha. Duyên ở 33/18/9 lên thì riêng mua Mai Thuận nha khách. Chị nào lấy sơ mi tím, chốt sơ mi tím giúp em này. Cái này sơ mi tím cổ bèo đẹp lắm nhá. Cái này thọc vào thử coi em vừa nè. Cái tím này đẹp lắm, không biết bận vừa. Đây chị nào lấy tím thôi, chốt tím giúp em nha. Em ở Buôn Ma Thuột. Cái này em mặc hơi chật, hơi chật một chút. Chị này giờ 50 cỡ mặc cái này đẹp nè. Chị này lại chốt tím giúp em nè. Chị này là cái tím này chốt tím giúp em nha. Em không có sơ mi kẻ đâu chị ơi, tại hôm nay hàng xả có số lượng ít rồi, em xả chị hết thôi. Chị nào lại chốt tím giúp em nha khách. Đây chị nào lại tìm chốt tím giúp em nè. Ngọc Trâm em phải nhé chị ơi. Đây chị nào lại chốt tím giúp em. Tím sơ mi rỗ cái chị. Cái này đẹp quá mà hơi chật, em mặc hơi chật đẹp. Em mặc vừa là em lấy rồi. Áo hồng, chị nào lại chốt hồng giúp em. Áo Quảng Châu nha khách. Chị nào lại chốt hồng giúp em nè. Đây, chị nào cái này chốt hồng giúp em. Áo hồng nha, chị nào lại chốt hồng giúp em. Tặng cái quần luôn. Tặng thêm cái quần, chị đã lấy hồng chốt hồng giúp em. Tặng cái quần nhé, cái quần mặc ở nhà này bao đẹp luôn. À quá khờ rồi chị em chúc nha. Đây tặng thêm mấy quần luôn. Vậy xem mình thế. Dạ lỗi chị Ngọc Trâm, Ngọc Trâm. Chị Lê Vũ với gì nè chị ơi, chị Lê Vũ Ami Uyên gì nè, chị lấy hồng cho em thông tin số điện thoại nha chị. Chị Lê Vũ cho em thêm, cho em thông tin số điện thoại nha chị ơi.
Chị nào là cái áo sơ mi cam chốt cam cho em này, sơ mi cam. Chị nào là cam chốt cam cho em nha khác. Chị nào là cam chốt cam cho em nè. Cam nha. Chị nào là cam chốt cam cho em. Xả bộ này luôn, bộ này hồi em bán 100 mấy. Còn đúng một bộ. Bộ này em xả 40k, chị nào là chốt 40k giúp em. Bộ này hồi em bán 100 mấy nhé. Đây chị nào là chốt bộ giúp em, bộ này em xả 40k. Chị ơi, chị em thấy không tin đi chị Lê Vũ ơi. Chị em không tin rồi đi em mới chốt hàng được. Chị nào lấy bộ này chốt 40k giúp em, đúng một bộ thôi. Bộ này hàng Adidas mặc mịt lắm, chắc phải mát lắm nha khách. Chị lấy thì cho em thêm số thông tin đi chị ơi, để em chốt bộ này cho chị luôn nè. Rồi ok chị, em chốt cho chị luôn, chị lên vũ bộ luôn. Em phải áo sập đi phi lao hồi nãy chị cầm á. Hết rồi em ơi, có khách chốt rồi. Có khách chốt rồi. Đây, bộ này 40k luôn, chị nào là chốt giúp em này, bộ này. Rồi ok chị nha. 89 không. Như vậy. Rồi chị nào là cái này thì chốt cho em bộ đen 40. Rồi ok chị Khánh Minh Nhon. Ừ, con này của chị Minh. Rồi ok chị Khánh Minh Nhon nha. Quần này hồi. Đây, quần này luôn, xe quần này 25k cho khách luôn. Chị nào là chốt quần giúp em. Chị nào là chốt quần giúp em nha. Cái này hàng Quảng Châu, đa số Quảng Châu nha khách. Hồi em bán toàn là 170 rồi đó. Đây giờ sale này. Chị nào là chốt quần giúp em. Quần này hồi em sale còn 65.000 mà bị chị bom nên bây giờ em xả 25.000 luôn. Chị nào là chốt quần giúp em. Chị Lê Vũ lấy quần luôn, ok chị. Quán đồ gọi luôn. Sơ mi đen này. Em còn cả sơ mi đen, chị nào chốt sơ mi đen giúp em. Đây chị nào chốt sơ mi đen giúp em này, sơ mi đen bỏ trong bọc hơi nhanh nhé. Là chốt sơ mi đen giúp em. Em lai nhanh nhé chị, để qua hàng hàng len, hàng phát nhé. Chị nào chốt sơ mi giúp em này. Sơ mi đen rồi, ok chị Khánh Minh Nhon. Bộ màu đỏ, bộ mặc ở nhà với gì nha khách. Đây chị nào lại chốt bộ giúp em. Chị nào lại chốt bộ giúp em nha khách. Bộ này giá 53 tí mà ok này, chị nào lại chốt bộ giúp em. Bộ giúp em nha khách ơi, chị nào lại bộ chốt bộ giúp em này. Chị nào lại bộ chốt bộ giúp em nha khách, bộ đỏ nhé. Có thấy chị không, con người không chị. Vậy em thấy chị Thùy Lê nhé chị ơi, em thấy chị nha. Em thấy chị Thùy Lê. Chị nào lấy bộ đỏ thì chốt bộ đỏ giúp em. Giữa 53, 54 cứ mà ok. Chị nào lấy cái áo xanh này chốt xanh giúp em nè. Xanh giúp em nhé. Đây em đang like đồng giá 25k mà. Em like đồng giá 25k. Khi nào cái nào mà em đọc giá khác thì em mới bảo nha. Cái này em có lấy. Bộ màu đỏ à, cái này cho chị Lê Vũ. Bộ đâu rồi, đưa đây. Rồi chưa, chuẩn bị qua áo khoác nè. Mọi người nhớ chia sẻ cho nhiều người coi giùm em với. Để nhiều người coi em like qua áo khoác trên khách nè. Rồi cái sang em chốt cho chị rồi đó, chị Lê Vũ ơi. Bộ đỏ nè. Chị nào lại chốt bộ giúp em. Hả? Ai? Bộ đỏ. Ai vậy? À, được, để chúng mang. Chị không mang được này. Anh cũng lại cho gần mình như xuống mệt nè. Váy này. Váy vàng này 10k, mình chúc 10k giúp em. Cái váy này. Hết rồi.
Đây chị nào là cái váy này chốt váy 10k giúp em. Con bị dán vô hả? Không cần dán. Chị nào là cái này lấy đi nha. Rồi, ok. Chị nào là cái này chốt vàng giúp em và 10k nhé, váy suôn Mickey 10k. Váy suôn Mickey 10k. Rồi ok chị Lê Vũ luôn. Còn mấy cái này hết rồi khách ơi. Rồi sơ mi nè. Sơ mi xanh này nè, mặc đẹp lắm luôn khách. Chị nào là chốt sơ mi giúp em nè. Chị nào là chốt sơ mi giúp em nè. Sơ mi nhá, cái này hơi nhanh. Về mấy chị mà ủi thẳng lên hoặc là về mấy chị về mấy chị chỉ giặt một nốt thành nó thẳng tưng à. Đây số quanh nó phát nó sẽ thẳng tưng lên xong rồi mấy chị mặc này đúng đẹp luôn. Có 25.000 thôi mấy chị ơi. Sơ mi này mấy chị ra ngoài mua phải 170 luôn. Chị nào là chốt sơ mi giúp em chưa? Đây cái sơ mi này nha khách, sơ mi này giá 52 kiếm ok nha mấy chị. Chị nào lại chốt sơ mi giúp em nè. Sơ mi này giá 52 kiếm ok nha mấy chị. Tại ở dưới nó có cái bo này dễ mặc lắm. Linh Lê hả? Linh Lê, chị là chị em thông tin địa chị nhé. Cho Duyên thông tin địa chị, em có một cái chị nào là chốt sơ mi giúp em luôn. Áo bèo trắng sơ mi, trời đẹp quá. Chị nào là chốt trắng giúp em này, bèo trắng sơ mi nha khách. Áo này nhỏ thôi, giờ 50 cười thôi. Áo bèo 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 bèo. Còn luôn, nhưng còn mấy cái để tí xả luôn nên còn mấy cái thì xả luôn nhé. Chị nào là chốt trắng giúp em nè, áo sơ mi trắng bèo dưới 50 cỡ mà ok nha khách. Sơ mi trắng bèo, chị nào là chốt sơ mi giúp em dưới 50 cỡ thôi. Đẹp lắm luôn nha mấy chị. Cái này sơ mi bèo. Đây chị nào là chốt trắng giúp em nè, sơ mi bèo nha khách. Mặc đẹp luôn, mặc vào trên váy á. Đây. Rồi đợi anh chúc em like nhờ chị ơi. Đây này mặc vào với chân váy đẹp lắm nha khách. Rồi ok, Khánh Minh Nho ok chị nha. Áo này đẹp lắm luôn này, màu đen, nhún. Cái này em mặc chắc chắn hơn. Đây, em có hai cái màu xanh với màu đen. Xanh với đen, áo này, áo kiểu nha khách. Đẹp cực kỳ luôn. Mặc với quần jean với gì đẹp lắm mấy chị. Chị nào lấy chốt đen giúp em. Bị chói sao đúng không chị ơi, màu đen lên hay chói. Em có màu đen với màu xanh này, chị nào lấy xanh chút xanh, lấy đen chút đen cho em nha. Đây. Xanh coban, cực trắng da luôn. Chị nào lấy xanh chút xanh, lấy đen chút đen cho em. Áo dạng bèo nhá, mặc có quần jean với gì đẹp lắm. Che đi Nguyễn lấy đen. Chị đi đây Trần lấy xanh, rồi ok chị nha. Cho nên Nguyễn có đơn cũ á. Rồi một áo sọc bèo này. Áo sọc bèo nhé. Chị nào cái này chốt sọc giúp em nè. Rồi chị nào cái này chốt sọc giúp em này. Sọc nha khách. Sọc tay dài bèo. Rồi ok Khánh Minh ơi. Ok chị nha. Hết đâu, còn mấy cái chữ này. À cái đen này này. Đen này xòe đẹp lắm mấy chị ơi. Cái này mặc đẹp lắm nè. Cái này mặc lâu. Đây chị nào là cái này chút đen giúp em nha. Cái này vạch bầu nha mấy chị, đẹp lắm. Mặc với mấy quần ôm á, mấy chị cũng đẹp lắm luôn nha. Chị nào là chút đen giúp em. Cái hồng nè. Chị lấy ha, chị Khánh Minh Nhon lấy ha. Em đang tìm là cái này mặc. Cái này đẹp quá. Cái này đẹp quá. Cái này em đang tìm lấy mặc với trên váy. Thành cái set. Thôi bị đẹp luôn. Chị nào lại chốt hồng cho em. Cái này hồng phấn nha khách. Áo kiểu hồng phấn nè. Đẹp lắm. Đen xòe đó đẹp lắm. Nhưng mà hết em chốt cho chị Khánh Minh Nhon rồi. Chị nào là cái này chốt hồng giúp em nè. Hồng, hồng phấn nhé. Rồi, em để cho chị rồi. Cái đó đẹp lắm. Chị nào cái này chốt hồng giúp em, hồng phấn nha khách.
Rồi bây giờ em like. Em làm mấy cái nữa rồi em qua ấy nhá. Em qua hàng len, mà chị thích coi hàng len hay là thích coi hàng áo khoác à? Để em biết đường em xả nè. Thôi một cáo kiểu màu hồng. Trời cái này đẹp lắm mấy chị ơi, chị nào là chốt hồng giúp em nè. Chị nào là cái áo hồng này chốt hồng giúp em nè, sao có một dây đình đà luôn nha. Chị nào là chốt hồng giúp em nè. Đây chị nào là chốt hồng giúp em, mấy chị thích coi áo khoác hay là coi áo len à, coi đồ len à, để em biết đường. Em like. Rồi cái chị Lê Vũ nè. Một cái áo đình đá cánh dơi. Chị nào là chốt xanh giúp em. Cái này là đình đá hết nha. Chị nào là chốt xanh giúp em này. Cái này là đình đá nhá. Có bộ không em? Em hết rồi. Em hết bộ rồi. Hết sạch rồi. Rồi để em lên len cho khách lựa nha. Đây chị nào là cái này chốt giúp em mã xanh nè. Mã xanh giúp em nè. Tay cánh dơi nhá mấy chị. Rồi cái chị Lê Vũ lại xanh luôn. Áo ba lỗ dài này, chị nào lại chốt giúp em mã tím. Đây, chị nào lại chốt tím giúp em nha khách. Đây, chị nào lại chốt tím giúp em. Bộ mặc đầm hay không? Không, bộ em mặc không có. Cái này là tím, tím cầm chị ơi. Rồi, cái chị Lê Vũ. Nó còn cái gì nữa? Áo. Áo ren. Khóa xe ở đâu? Đây chị nào là cái này chốt giúp em này, đen nè. Len đen nha. Len đen này, chị nào là chốt giúp em đen nha. Len đen nha khách. Cái này ren đẹp lắm mấy chị ơi. Đây, chị nào là chốt giúp em mã đen nè, cái ren này á. Chỉ cần 200 ngàn mà mua một đống đồ về sao hồ mặc luôn. Rồi cái chị Lê Vũ, cái này 200 ngàn bằng một cái của người ta thôi. Nhưng mà bọn em mua được cả mười mấy cái mà hàng Hoàng Châu nhé. Bao chất luôn mấy chị nhé. Đây em còn kia sơ mi von này nè. Chị nào là cái này chút em sơ mi nha. Sơ mi nha. Von nhưng mà chị cái này chất von. Nó không phải mỏng đâu, nhìn vậy thôi nhưng mà không phải mỏng đâu. Mặc vô người mình á. Đây rất là đẹp luôn. Chị nào là chút đen giúp em. Đây sơ mi von, cái này chất von như khác. Chị nào là chốt đen giúp em. Còn cái vàng hả? Đây cái áo nhún này còn cái vàng. Rồi cái gì này, vụ cái vàng này đẹp lắm mấy chị ơi. Đó. Khác nè. Rồi chị nào là chốt vàng giúp em này khác. Chị nào lấy vàng chốt vàng giúp em nha. Thun dẻo đẹp lắm luôn. Mặc với quần ring dài rất là xịn luôn. Chị nào là chốt vàng giúp em. Chị nào lấy áo vàng này chốt vàng giúp em nha khác. Vàng rỗ cái chị Lê Vũ. Khoác. Khoác lên. Chị nào là chốt giúp em khoác này. Khoác lên nhẹ nhé mấy chị. Chị nào chốt khoác giúp em. Chị nào là cái áo khoác lên này chốt khoác lên giúp em nhé. Cái này là len tăm. Còn sót một cái em sale rẻ luôn 25 ngàn luôn. Hàng này mấy chị ra ngoài 100 mấy. Chị nào là chốt khoác giúp em, khoác nhẹ nhé. Chị nào là khoác, chốt khoác giúp em nè. Rồi ok chị Lê Vũ luôn. Áo phông nhỏ quần, hàng Quảng Châu. Chị nào là cái này chốt trắng giúp em. Chị nào là chốt trắng giúp em. Chị nào là cái này chốt trắng giúp em nè. Áo phông giữa quần như khác trắng nhá. Chị nào là chốt trắng giúp em nè. Em cho chị Kim Thảo nhé. Đơn cũ của chị em vẫn còn đây nè. Khoác đen 25 nhưng mà hết rồi chị nha. Em cho chị Lê Vũ nè. Chốt cho chị Lê Vũ nè. Là cái áo khoác mịt vai. À áo tun mịt vai nè. Chị nào là cái này chốt giúp em nè. Sọc nè. Sọc rớt vai. Nhún ở eo. Chị nào là chốt sọc giúp em nha khác. Đây chị nào là chốt sọc giúp em nha. Chị nào là chốt sọc giúp em nè. Sọc rớt vai nhá. Cái áo nhũ này khác. Bao đẹp luôn.
cái này áo này mặc sang lắm mì ơi, cái này mặc sang lắm nha. Đây chị nào là cái này chốt cho Hoa giúp em đi, Hoa giúp em nè, cái này mặc này sang lắm, kiểu sơ mi mà mặc lên là chất, là chất nhũ, mặc mặc đẹp lắm mấy chị ạ. Chị nào là chốt Hoa giúp em nè, chốt Hoa hạt nhũ giúp em được, kiểu sơ mi nhưng mà sọc nhũ đây, kiểu nhũ rồi. Ok chị Lê Vũ luôn. Em có một bộ cao cấp này luôn, em xả rồi nha. Bộ này cho mấy chị nào người lớn lớn mặc nhá, người to con á. Đây bộ này cho mấy chị nào người to to con nha. Bộ này hàng cao cấp, đúng một bộ duy nhất. Bộ này em cất trần này để lấy mẫu thôi. Bộ này hồi là 280, giờ em xe bộ này 50k. Chị nào lấy chốt 50k giúp em nè, đúng một bộ duy nhất là hàng xịn nha. Mấy chị nào mà người ốm ốm mà thích cái bộ này thì đi bóp lại giúp em là mặc bao đẹp luôn. 50k thôi, bộ này hồi bán 270, 280. Đây, chất này mấy chị thấy không? Rồi cái này em cho Ngọc Ngọc này, bộ cho Ngọc Ngọc. Bộ cho Ngọc Ngọc này. Có còn cái gì nữa? Còn mặt cài nó hết rồi. Áo ren nè, chị nào chốt ren giúp em nè. Áo ren nha khách. Áo ren này giờ 53, 54 cũng ok luôn. Chị nào là chốt ren giúp em nè. Ren nha khách. Đâu có cái bộ, bộ không lấy bây giờ, bộ em không lấy, chị chốt lại cho người khác nha. Rồi vậy thôi, em chúc cho chị Lê Vũ nè. Chúc cho chị Lê Vũ, bộ này xịn lắm. Rồi. Rồi bây giờ em xả áo khoác sau, sau em nhường cho chị Lê Vũ này. Rồi ok em. Chị nào là chút ren giúp em nè. Chị nào là ren giúp em nha. Ren này giờ 53, 54 kiếm ok luôn mấy chị. Tại cái này ren co giãn được, phong đẹp lắm. Dạ rồi ok chị. Đen đen rồi, đen đen cho chị đi lấy trần này. Còn mấy cái này em mai cho nhanh đi nhé. Đó. Rồi em chốt cho chị Lê Vũ một cái đen đen luôn nhé. Chị đi lấy trần một cái, chị Lê Vũ một cái. Áo ba lỗ. Chị nào đã chốt ba lỗ giúp em nè. Chị nào đã chốt ba lỗ giúp em nha khách. Bỏ này cái. Chị nào là cái này thì chốt giúp em này, ba lỗ này, ba lỗ nha khách. Chị nào là chốt ba lỗ giúp em. Rồi một chảo áo phân trơn màu đen, chị nào là chốt đen giúp em. Yến Lê ba lỗ rồi, ok Yến Lê cho em thông tin số điện thoại nha chị Yến Lê ơi. Rồi chị nào là cái này chốt đen giúp em, đen trơn nha khách. Đen trơn. Chị nào là cái này chốt đen giúp em nè. Đen trơn. Mặc đẹp lắm. Ôi. Chị Hồng Liên. Chị Hồng Liên này đen. Hai cái quần mặc ở nhà nha khách. Chị nào lại chốt hai quần giúp em. Chị nào lại chốt hai quần giúp em. Hai quần này mặc ở nhà nha khách. Chị nào lại chốt hai quần. Chị nào lại chốt hai quần giúp em nha khách. Chị nào lại hai quần này chốt hai quần giúp em. Chị Lê ơi, cho em thêm địa chỉ nhá. Hai quần đùi rồi ok. Này quần này, quần này em cho Khánh Minh Nhon. Quần em cho chị Khánh Minh Nhon nha. Gần hết rồi. Bán cái dung này luôn đi. Dung này hồi em mua trăm mấy á. Không mặc. Để mua về chân nha. Đây chị nào là chốt dung giúp em. Dung này 40k chị nào là chốt dung giúp em nha.
Chừng nào là chốt dung giúp em nè, dung rất dry. Chừng nào là dung rất dry này, chốt dung giúp em nha, 40.000. Chừng nào là chốt giúp em nè, dung nhé. Lô cái khẩm mignon dung 40. Cái áo nè, áo fila, chừng nào là chốt áo giúp em nè, áo hồng. Chừng nào là chốt áo hồng giúp em. Chừng nào rồi em chốt chắc chị khẩm mignon cái dung 40 rồi nha. Chừng nào là cái này chốt giúp em áo nè, áo nha khách. Chừng nào là chốt áo giúp em, áo này tặng thêm cái chân váy luôn nha. Áo em tặng cái chân váy luôn, chừng nào là chốt áo giúp em. Áo này tặng thêm chân váy ren nè. Áo em tặng thêm chân váy ren nhé, chừng nào là chốt áo giúp em. Rồi ok Duy Nguyễn nè. Đây áo màu đỏ, chừng nào là chốt áo giúp em áo đỏ nha khách. Tặng cái chân váy ren màu đen luôn, giống như nguyên set luôn nhá. Chừng nào là cái này chốt đỏ giúp em nè. Áo màu đỏ này có cái miếng đá ở đây nó bị rớt rồi, thì nó em dàn vô lại cho mấy chị này. Rồi chừng nào là chốt đỏ giúp em, đỏ tặng thêm cái chân váy ren. Huyền Huyền này chốt cho Huyền Huyền. Thế này con bỏ ra đó để thì dán keo vô ấy phải lúc. Chừng nào là cái này chốt khoác giúp em nè, khoác nha khách. Cái này có cái nút ở đây nó mà nó không biết cái nút không. Đây chừng nào là chốt khoác giúp em nha. Chị nào là chốt khoác giúp em. Cái này em xem 50k nha. Cái này 50k, chị nào là chốt khoác giúp em 50k. Đình đà luôn, chị nào là chốt khoác giúp em 50k nha khách. Đây đúng một cái luôn, đình đà này, đẹp lắm. Chị nào là chốt khoác 50k giúp em nè. Khoác 50k. Rồi chốt cho Duyên mình cái khoác 50k nha. Chốt cho Duyên mình khoác 50k. Có còn cái này không? Hết rồi. Cái này của Thục Trần mà không phải lấy nữa. Summy nè. Summy này nó hơi dơ ngay cái cổ một chút xíu nha mấy chị. Vậy mấy chị giặt giúp em nha. Em treo trên xào á, nó bụi á. Nên mấy chị phải giặt giúp em chút nha. Cái summy này em treo 15.000. Chị nào lại chốt summy hồng giúp em nha. Phát chốt cho mình Duyên mình rồi nhá. Chị nào là cái này chốt 15k giúp em. Hằng má hằng vậy em thấy chị nha. Đây chị nào là cái này chốt giúp em 15k này. Ngay cái cổ nó hơi dơ, vì dặn giúp em chút xíu treo ngay xào á, bụi rớt xuống hơi dơ. Chị nào là cái này chốt 15k giúp em nè. Rồi ok em đợi chị chốt chị like giờ á. Chị nào là cái áo sơ mi này chốt 15k giúp em nè. Phon dấu quần nha khách. Sơ mi phon dấu quần 15k. Anh Ngọc Thành nha. Sơ mi cho Duy Nguyễn có còn cái này nữa. Rồi cái sơ mi này xả luôn này. Đây sơ mi, chị nào cho sơ mi xanh giúp em. Sơ mi xanh nha khách. Đây một tay ngắn một tay dài sơ mi, một tay ngắn một tay dài, hai cả 30. Chị nào lại chốt 30 giúp em. Một ngắn một dài nha. Một tay ngắn một tay dài 30. Chị nào lại chốt 30 giúp em nè. Còn mấy cái này em xả dây hết luôn. Đây một tay ngắn một tay dài 30k này, chốt 30k giúp em. Tính ra một cái có 15k thôi nha khách. Bao rẻ luôn. Chị nào lấy hàng áo này thì chốt giúp em này.
Chúc giúp em 50k nha. Rồi mấy chị ơi, có ai chia sẻ giúp em nhé. Mà sao em? Chị nào lại chúc 30k giúp em này, hai áo này 30. Huyền Huyền, rồi ok Huyền Huyền. Rồi hai cái này luôn. Một cái dây tay. Một cái dây tay. Chúng một cái áo von này. Hai áo này cũng 30k luôn. Rồi chốt mã 1 giúp em này, hai áo này 30k để chốt mã 1 giúp em. Hai áo này 30k luôn. Chốt mã 1 giúp em nè. Yến Lê có lấy hai cái này không? Hai áo này 30k lấy thì chốt giúp Duyên luôn nè. Đây hai áo này 30k. Mọi người ơi chia sẻ giúp em qua xả áo khoác nè. Hai áo này 30k chị nào lấy cái này chốt giúp em hai áo này mã 1. Rồi chúng qua áo khoác nè. Hàng mai hàng mã 1, rồi cái gì hàng mai hàng. Rồi, áo sơ mi cam và áo sơ mi này. Mã 2 30k. Chị hàng mai hàng ơi cho em là thông tin số điện thoại nha. Hàng mai hàng cho lại thông tin số điện thoại nhé. Màu cam. Rồi, hai áo này 30k luôn, màu cam chứ là màu ấy. Màu xanh 30k chị nào là chốt giúp em cam nha. Nhé. Ai đang mua? Đây chị nào là cái này thì chốt giúp em 30 luôn nhé. Màu hồng. Màu hồng dạng áo xanh. Dạng này. Dạng xe Babydoll. Đây hai áo này 30 luôn. Chị nào là cái này thì chốt giúp em mã 5 nè. Mã 5 hai áo này 30k. Rồi hết nhé. Em có áo khoác nhé. Mọi người ơi có like chia sẻ giúp em mua áo khoác với giá 59 ngày này. Like 159 ngày trước nha. Hai áo 30, mã 5 chị nào lấy thì chốt giúp em. Mấy chị ơi có like chia sẻ một áo khoác với giá là 59 ngàn. Nếu là chia sẻ giúp em hai lần trên, một lần trên tường và hai chị nhóm giúp em là được nha. Chị nào mà không chia sẻ trên á, áo khoác đang sau lưng em rồi, em like cái mẫu này trước em nha. Mẫu này em có mấy cái em xả luôn. Mẫu này là 160, có like chia sẻ còn 101. 160 có like chia sẻ còn 101 nha. Một màu em còn một cái nữa là hết. Buma nha khách. Đây 160 có like chia sẻ còn 101. Chị nào là chốt cam giúp em nè. Cái này có màu cam. Được mấy chị. Màu cam, màu đỏ, màu đen. Huyền Huyền lấy màu cam rồi ok. 160 có lẽ chia sẻ của mình cho mốt nha khách. Con màu đỏ này màu màu chỉ được một cái thôi, hàng bao chất luôn nha. Màu đỏ nè. Chị nào là chốt đỏ giúp em nhé khách. Túi khóa kéo nhé khách ơi. Cái này là hàng túi khóa kéo. Chị nào là chốt đỏ giúp em nè. Đỏ nhé khách ơi. Chị nào là chốt đỏ giúp em. Sẽ đi Hà. Chị sẽ đi Hà để cho em thông tin số điện thoại màu đỏ nè. Để cho em thông tin số điện thoại nha. Sống bên luôn. Dạ được nhé chị ơi, cái phone này dễ mặc. Sao đi Hà ơi, chị ơi cho em thêm thông tin nhé chị ơi. Cho em thêm thông tin. Dạ sống ơi, ơi sống ơi, tới một mùi sáu thêm màu ok nhé chị ơi. Cái này này dễ mặc. Cái áo khoác này mà không bao giờ là phải giặt ôm nên dễ mặc lắm. Chị sao đi Hà cho em thêm thông tin. Đen nè, chị nào lại chốt đen giúp em. Chị nào lại chốt đen giúp em nè. 160 có like chia sẻ còn 101 nha khách. Chị nào lại chốt đen giúp em nè. Đen nhá. Chị nào lại chốt đen giúp em nè. Đen, chị nào lại chốt đen giúp em.
160 có lẽ chia sẻ còn 101 này. Chị nào lại chốt đen giúp em nè. Hàng này hàng cực xịn luôn, bao chất luôn nha mấy chị. Mấy chị nào là cái đen này chốt đen giúp em, còn cả xanh đen nữa. Em còn cả xanh đen nữa. Đây chị nào là xanh đen chốt xanh đen. Thì đen chốt đen giúp em nha khách. Form nó mặc đẹp lắm. Chị nào thì chốt giúp em nè. Chị chưa, thì nó mới lên len. À quá xong rồi mới lên len. Len chút xíu nữa. Anh cho đây đi. Ra đi hai còn đón tim thân thông tin nhé chị ơi. Còn mấy cái này em xả luôn nha. Thôi em xả hàng em chín trước đi nha. Treo lên đi. Đây coi là chia sẻ còn 59 ngàn thôi. Nhớ là chia sẻ giúp em mua bởi giá 59 nha. Đây chị nào là cái xanh này. Lộ ok nha, được nha. Chị nào là cái này chốt xanh giúp em nè. Chốt xanh giúp em nè. Lộ ok huyền huyền 59 ngàn thôi. Nguyễn Hạnh thấy nhá. Thầy Nguyễn Hạnh nha. Huyền huyền lại xanh nè. Mấy chị chịu khó coi từ từ đi nhá. Tại em mặc anh phân cho mấy chị coi phân của nó luôn nhá. Đẹp lắm luôn. Có màu xanh có hai cái á. Rồi áo len chị em chút đi chị ơi. Mấy chị ơi chị em chút nha. Áo len đẹp lắm, đợi em chút. Rồi chị nào lấy chút hồng giúp em. Hồng này có mũ luôn. Chị nào lấy hồng chút hồng giúp em nha. Đây chị nào lấy hồng chút hồng giúp em. Hồng như khác. Chị nào lấy hồng chút hồng giúp em nè. Hồng như khác. Cái này hồng đẹp này. Thùy Dung lấy hồng. Rồi áo len chị em chút đi khách ơi. Em tặng một cái áo khoác này cho em này, áo len nè. Rồi chị nào lấy hồng nữa mà. Lấy hồng chốt hồng giúp em nha. Cái này bông của nó đẹp lắm nè. Đúng rồi. Đúng rồi, đang là hàng 59 ngàn này. Bông của nó đẹp lắm nha khách. Mặc đúng đẹp luôn. Chị nào lấy thì chốt hồng giúp em. Còn cái hồng này nữa nè. Đây chị nào lấy chốt hồng cho em nha. Như này cái hồng này mặc đi. Hồng đang mặc chị Vinh Nguyễn thơm đang mặc rồi. Như thiết hồng mặc luôn. Cái hồng này đấy. Rồi chị nào là cái này thì chốt giúp em mã 1 này. Cái này mã 1 nha khách. Mã 1 giúp em này. Chị nào là cái này chốt mã 1 giúp em nha khách. Mọi người nhớ là chia sẻ mua giá 59 ngàn. Nhớ là chia sẻ giúp em nha. Rồi chị nào là cái này chốt giúp em mã 1 này. Hai lớp nha khách. Đây. Huyền huyền lấy mã 1. Lộ ok huyền huyền. Em còn một cái nữa. Chị nào lấy thì chốt giúp em mã 1 luôn. Đây mã 1 luôn nhé. Chị Lê vụ mã 1 luôn rồi. Ok chị. Mẫu này hết. À còn một cái này. Chị nào là cái này thì chốt mã 2 giúp em này. Bỏ con đi chơi. Mẹ đứng đi không được. Ngọn ngọn chứ không bỏ đi. Thì ngọn nó lắm. Chị nào lấy chốt mã 2 giúp em. Chốt 2 giúp em nhé khách mã 2. Mấy cái mẫu này mấy chị ra ngoài hồ giá bán của nó là 170-180. Giờ sale còn 59 ngàn. Chị nào lấy chốt mã 2 giúp em nha. Mã 2 nhé khách. Chị nào lấy chốt mã 2 giúp em.
2 giúp em nè. Đây chị nào chốt mã 2 giúp em, màu tím này đẹp luôn mấy chị. Chị nào thích cái này chốt mã 2 giúp em nè. Màu tím nha. Chị nào lại chốt 2 giúp em nè. Đây, cái hàng xịn luôn. Chị nào cái này chốt mã 2 giúp em nha khác. Đúng một cái này nữa thôi là hết. Hết cho một cái keo đó. Ai lại chơi mã 2 vậy? Trúc Phương lấy mã 2 hả? Trúc Phương lấy mã 2 cho em thông tin số điện thoại nhé. Rồi chị nào là cái này chốt cho em mã sọc này. Mã sọc mới sao nhé. Chị nào là cái này chốt mã sọc mới sao cho em nè. Chị nào là cái này chốt mã sọc mới sao cho em nhé khác. Chị nào là cái này chốt sọc giúp em nè. Chị nào là mã này chốt sọc giúp em nha. Cái này con đẹp lắm. Mã sọc hồ cây huyền huyền. Còn mấy cái này nữa hết rồi mẹ qua lên. Còn mấy cái này hết rồi. Chúc Phương lấy cho em thông tin số này chị ơi. Được một đợt này thôi, không có đợt sau đâu. Mai mốt là mùa không có đợt này đâu. Nhưng mà chị không có giặt sale đâu. Nó mất vào mùa tành giá trăm mấy trăm mấy không à. Rồi chị nào là cái này cho caro giúp em. Tôi mời ngay Đắk Lắk rồi ok chị. Rồi chị nào là cái này cho caro giúp em nè. Caro nha khách. Chị nào là cho caro giúp em 59 ngàn em ơi. Có like chia sẻ còn 59 ngàn. Chị nào là cho caro giúp em nè. Có like chia sẻ còn 59 ngàn thôi. Mã 1 hết rồi. Có like chia sẻ còn 59 ngàn nha khách. Rồi ca rô cho Khánh Cà Mau. Rồi Khánh Cà Mau cái chị nha. Ơ Khánh Vinh Nhon. Khánh Vinh Nhon nha. Rồi ok chị Khánh Vinh Nhon nha. Rồi em qua cái ca rô đỏ nè. Rồi chị nào là cái này cho caro đỏ giúp em. Rồi chị nào là cái này cho caro đỏ giúp em. Chị nào là cho caro đỏ giúp em nha. Không em đọc nhầm chị ơi. Em đọc nhầm chị Thành nữa. Thành Nguyên Nhon ơi. Đỏ. Caro đỏ cho riêng Nguyễn nè. Caro đỏ cho riêng Nguyễn chuẩn bị hết rồi. Chuẩn bị hết hàng rồi khác ơi. Và mày cái này hết rồi. Mấy chị nhắn tay lượn nha. Đọc nhầm. Chị nào lại chốt đen giúp em nè. Chị nào lại cái này chốt đen giúp em nha. Chúc Phương cho địa chỉ rồi mà. Sao rồi. Sao bây giờ cứ mừng ngang Đắk Lắk đó kìa. Chị nào là cái này cho vô em mặc đen. Còn mũ luôn. Chị nào là cho đen cho em nhé. Còn mũ luôn nhé khác. Đẹp lắm. Rồi ok Khánh Vinh Nhon. Hồng này đẹp lắm. Chị nào là chốt hồng giúp em. Hồng sao. Chị nào là chốt hồng giúp em nha. Chị nào là hồng chốt hồng giúp em. Hồng giúp em nhé khách. Huyền Huyền lấy hồng. Chị sống
Sao chị ho bây giờ mà thầy không mình chị cà rô hả? Rô cái đi Nguyễn, chị về lại giúp chị nha. Anh bỏ đơn đi Nguyễn đi ra nha. Chị về lại. Rô ok Huyền Huyền. Em còn một cái hộp này nữa. Chị nào lấy cái hộp này chốt hồng giúp em nè. Chị nào lấy hộp này chốt hồng giúp em nè. Cái này hồng cam nhé khách. Chị nào là cái này chốt hồng cam giúp em. Cái này là có hình Mickey. Chị nào là cái này chốt hồng cam giúp em. Chị nào là cái này chốt hồng cam giúp em nha khách. Đây chị nào lấy hồng cam chốt hồng cam giúp em nè. Này đẹp lắm luôn. Hồng cam rồi quý. Ok Huyền Huyền. Không, không sao. Xả gió luôn nhé. Xả gió cho mình trên lửa luôn. Trắng super. Chị nào trắng cho trắng giúp em. Hồng hết rồi chị ơi. Chị nào trắng cho trắng giúp em nè. Trắng nha. Chị nào trắng cho trắng giúp em nè. Trắng nha khách. Chị nào trắng cho trắng giúp em nè. Trắng super. Lô ok khả minh nhau mình trắng. Mấy chị thích coi gió. Gió xịt nè, em xeo rẻ luôn nhé. Burberry cho sao bao nhiêu chị. Rồi Burberry cho kiến trúc. Rồi, hàng này hàng hồi em bán 240. Cái tên này nó ra đây. Hồi em bán 240 luôn nha khách. Bây giờ em xeo còn 101. Em xeo còn 101. Chị nào lấy màu hồng thì chốt hồng giúp em. Nam Việt có sale không nhỉ? Không, hàng Nam Việt hàng của công ty không được sale. Hàng của công ty không được sale rồi. Cái này hồi em bán 240 này khách. Đây hồi em bán 240 về em sale. Về em sale còn 101. Em bán 240 hồi giá 240 nha. Về em sale còn 101. Cái này gió xịt lắm luôn. Chị nào lấy chốt hồng giúp em nha. Chị nào lấy hồng chốt hồng giúp em. Cái này hàng hàng chất của nó là một luôn nha khách. Đây. Chị nào lấy cái này chốt giúp em mã hồng này, hàng của công ty nha. Hàng cái này hàng hàng chị nào là một luôn nè. Chị nào lấy cái này chốt hồng giúp em. Hồng như khác. Gió đẹp lắm luôn. Chị nào lấy chốt hồng giúp em. Chị nào lấy hồng này chốt hồng giúp em nha. Đây, 101, 204 có lại chia sẻ còn 101, đúng một à, đúng hai cái, đúng hai cái duy nhất. Cực kỳ đẹp. Chị nào lấy thì chốt giúp em. Chị nào lấy hồng chút hồng cho em nha. Em còn một cái màu đen này, em xả vẻ luôn em. Sống một tử. Em xúc bờ 59 hết rồi chị ơi. Chẳng để em ship chút cho người khác rồi. Rồi, đen này nè. Đen này em có mấy cái, em chưa ăn khắp luôn nha. Rồi, cái này chị nào nhanh tay thì lựa luôn. Cái này em xả 59 nha luôn. 59k luôn nha. 59k. Đây chị nào là cái giỏ đen này chốt đen 59.000 giúp em này, đúng số lượng có hạn, đúng hai cái thôi. Huyền Huyền một cái này, hàng xịn nha. Cái này chị ơn khách nhớ là chia sẻ giúp em nha. Nhớ là chia sẻ giúp em hàng này 204 quá. Hàng này 204 mà bán 59.000 luôn. Rồi cho Thủy Dung một cái luôn. Thủy Dung một cái, Huyền Huyền một cái, hết. Hết rồi khách ơi, hết rồi. Được hai cái á. Rồi ba cái. Ba cái, ai ở đây? Cho chị Su Linh Nguyễn một cái đi. Chị Su Linh Nguyễn cái đi. Hết rồi nhá khách, hết rồi. Trả qua bộ áo này. Áo ô gì á? Ô gì? Rồi em sổ qua áo khoác hàng lim này. Hàng lim này đẹp lắm luôn mấy chị. 59.000 luôn. Hàng lim nha. Hàng lim này chị nào lấy thì chốt giúp em xanh đen hàng lim nha mấy chị. Lim over.
chị nào mà biết hàng hàng lim này thì là biết chất của nó như thế nào rồi. Chị nào lấy áo này thì chốt 59 ngàn giúp em này. Hàng lim nha, chị nào lấy chốt 59 ngàn giúp em. Chị nào lấy chốt 59 ngàn giúp em này. Rồi, còn mấy cái hàng này nữa này. Huyền Huyền một cái này. Huyền Huyền một cái, hàng lim nha. Đây chị nào lấy thì chốt giúp em này, cái nào là hàng lim nhá. Remover này đẹp lắm luôn. Chị nào lấy thì chốt giúp em mạnh 59. Hàng các kỳ chất luôn. Chị Phan Ly là một cái cho em thông tin chị ơi. Cho em thông tin số điện thoại nhé chị Phan Ly. Chị Phan Ly này. Chị nào lại chốt 59 ngàn cho em. Hàng Ly luôn. Cho rồi hả? Rồi em thấy rồi nha. Thấy đúng nhá. Đúng rồi em thấy rồi nhé chị ơi. Em thấy địa chỉ của chị Phan Ly rồi. Rồi chị nào lại chốt 59 ngàn giúp em nữa nè. Hàng lim nhé. Em thấy chị Phan Ly rồi. Rồi cho màu xám này. Chị xám này. Xám này chiên khắp luôn. Nhớ là chia sẻ giúp em mua cái áo xám này với giá 49 nha. Đây chị nào là cái này chốt 49 ngàn giúp em nè. 49k giúp em, chuyên khách nhớ là chia sẻ nhé. À sao chứ khi mà như vải thể thao chị ơi. Vải thể thao hàng MC. Đây chị nào là cái này chốt 49 ngàn giúp em. Bao đẹp luôn. 49 ngàn nhé mấy chị. Muốn thì dùng mây một cái nè. Nhớ là chia sẻ nhé khách. Nhớ là chia sẻ giúp em. Chuột chân một cái, giờ mi một cái, chuột chân một cái. Chuột chân với giờ mi ghè là giúp chị nhá. Ngọc ngọc một cái xám rồi hết. Ngọc ngọc một cái nữa hết nè. Mẫu này 59 ngàn, còn một cái màu xám. Em còn một cái xám này nữa. Chị nào là cái này thì chốt giúp em 59 ngàn nè. Mã xám này 59 ngàn nhá. Chị Diệu My em về lấy rồi. Ok em nhờ ghé là giúp chị biết mà cách quen mà. Vậy em nhuồn nó như chị mà mất em ghé chị yên tâm nha. Rồi ok Ngọc Ngọc. Ok em nha. Chị nào là cái này chốt 59 ngàn giúp em. Huyền Huyền lấy rồi ok Huyền Huyền. Ôi mấy cái gió này xả luôn đi. Hay gió này xả luôn nhá. Xả luôn đi đến gì. Khách ơi, khách chia sẻ giúp em xả cái áo màu hồng. Khách giống màu hồng này 59 ngàn luôn này. Xả trơn khách luôn, nhớ là chia sẻ giúp em nha. Nhớ là chia sẻ giúp em xả áo màu hồng này 59 ngàn luôn. Xả nốt cho hết luôn. Nhớ là nhớ khách ơi, nhớ là chia sẻ giúp em nha. Nhớ là chia sẻ giúp em nè. Để em đọc mã cho khách comment nha. Nhớ là chia sẻ giúp em cho chị nào may mắn nhanh tay thôi. Áo bóp đi không còn mút em xem được ok. Đây bây giờ em chuyên cách hàng không đổ nha. Chụt chụt một cái chưa. Cái đó cô Huyền Huyền. Bây giờ em đọc mã này. Đọc mã nha khách cho chị nào nhanh tay. Lên máy đồ ok chị. Rồi em đọc mã này. Mã 14 nha khách. 14 giúp em 59 ngàn luôn. 2.4 còn 59 ngàn luôn. Mã 14 giúp em. Mã 14 giúp em nha khách. Huyền Huyền một cái, chuột trần một cái hết luôn. Hai người nhanh nhất. Ê chị ơi, chị ơi, sóng ngầm ơi, tí chị lựa len em bù cho chị đi. Tí nó lựa len này lên đẹp lắm. Tí nó lựa len nha. Nhớ là chuột trần với Huyền Huyền nó chia sẻ giúp em mình nha. Không biết hả? Áo dạ này, phân lửng. Áo dạ phân lửng nha. Áo dạ hai lớp phân lửng này. Cái này là dạ hàng dạ nha khách.
Chị nào là cái này chốt vàng giúp em 59 ngàn luôn. Lấy chốt vàng giúp em nhé. Chị nào là cái này chốt dạ giúp em này. Dạ con lửng nha khách. Chị nào lấy chốt vàng giúp em. Chất dạ này. Đẹp lắm. Chất dạ bông nhé, hai lớp. Ui dạ, em này với em thấy con mày của chị. Em thấy con mày của chị nhưng mà chị còn chốt sau mà. Rồi chị nào lấy chốt vàng giúp em. Cái này là hàng dạ lửng nhé khách. Dạ lửng nhé. Chị nào lấy chốt dạ giúp em. Rồi ok chị Kim Loan. Rồi khách ơi chia sẻ giúp em qua hàng lên này, lên cao cấp nha. Em sẽ chia ơn khách bán với giá cực ưu đãi luôn. Chị Kim Loan. Chị Kim Loan hả? Ờ, chị Kim Loan ơi chị em lại thông tin số điện thoại với chị em, số điện thoại với chị ơi. Rồi khách chuyên khách bán án này vừa giá 49 ngàn luôn nè. Chuyên khách bán án này vừa giá 49 ngàn. 49 ngàn nha. Nhớ là chia sẻ giúp em. Có luôn, nhiều lắm. Nên ôm, nên phòng, nên tăm, nên sợi, nên móc. Rồi chị nào là cái này chút đỏ giúp em nè. Khánh mi nho một cái. Rồi ok, khánh mi nho một cái. Chị nào là chốt đỏ giúp em nha. Ngọc Trâm một cái. Ok, chị Ngọc Trâm nè. Chị Ngọc Trâm Hà Lan nè. Ngọc Trâm, Ngọc Trâm. Chị Trâm bấm bấm đi mà họ còn mua xe đây bên. Rồi đợi em chút này em like luôn chị ơi. Chị Phan Ly một cái nè. Chị Thùy Lê một cái nè. Từ từ đợi tính nha, em đọc nha. Ngọc Trâm chưa. Chị Phan Ly. Chị Phan Ly mát đến một cái. Chị Thủy Lê cho em thông tin đấy chị ơi. À. Rồi chị Phan Ly. Chị Sóng Ngâm một cái này. Chị Sóng Ngâm nãy giờ mới được này. Chị Thủy Lê cho em thông tin nha. Còn một cái này nữa là hết. Chị Thủy Lê cho em thông tin 49 nha. Xả nhá. Mấy chị nhớ là chia sẻ giúp em 49 này. Sao 49 này không sao. Chân mà. Rồi. Chị Thủy Lê cho em thông tin. Em còn một cái nữa chị nào lấy thì chốt giúp em luôn. Hết. Ừ. Có ai cho có nè. Chị Ngọc Trâm có chưa? Lệ Kim, chị Lệ Kim ơi, chị Lệ Kim có đó, chị em thông tin số điện thoại nhé chị Lệ Kim. Chị Lệ Kim có đó, chị em thông tin số điện thoại nhé chị ơi. Em còn cái sán này, 49 ngàn luôn, lấy được chốt sán cho em luôn nè. Chị nào là cái sán này, chốt sán cho em luôn nè. Sán 78. Lệ Kim cho em thông tin với địa chỉ luôn nha. Rồi, chị nào là cái này chốt sám như em luôn. Sám này xe 49 ngàn luôn. Ôi, còn cái sọc này nữa. Chị nào là cái sám này chốt sám 49 ngàn như em luôn nhé khách. Mấy chị cứ mua đi mà mất vào mùa lạnh. Trời ơi, giá lên cao lắm. Huyền Huyền sám. Rồi, Thủy Dung sám trước. Phải Thủy Dung cũ. Rồi, chị Thủy Dung sám luôn. Em còn cả caro này, chị nào lấy chốt giúp em caro nha. Chị nào lấy chốt caro giúp em nè. Rồi ok chị Lệ Kim, chị nào lấy chốt caro giúp em nè. Caro giúp em nha. Rồi khách chưa có ra chia sẻ em bán qua hành Lên. Lên đồng giá 79 này nha khách. Mua 5 cái, ăn, đưa cho Lên cho. Chị nào lấy chốt caro giúp em.
Rồi mấy chị chấm cho lên bài để em caro của ai đây? Caro của chị Trúc Phương. Trúc Phương rồi, caro của chị Trúc Phương. Rồi ok chị Thùy Lê. Lên lên Tâm lên Quảng Châu lại một nha khách. Nè khách coi lại chia sẻ giúp em. Rồi Trúc Phương, Trúc Phương đang rôn, em hết rồi nha. Mấy chị, em còn một cái áo khoác khăn bơm bơm, em sổ luôn nha mấy chị, đợi em giúp nha. Thằng Bubba Ree, thằng Bubba Ree, Bubba Ree. Một trăm bảy mươi lăm coi lại chia sẻ còn 101, thằng Bubba Ree nha khách. Rồi đây này em còn 4 gà áo khoác này em xả hết luôn nè. Chị nào là cái này chốt vàng giúp em. 175 có like chia sẻ còn 101. Chị nào là chốt vàng giúp em. À, Lệ Kim cho rồi. Thấy chưa? Chị Kim Loan hả? Để tìm vô inbox nữa. Rồi chị nào là cái này chốt giúp em mã vàng caro nè. Burberry 175 có like chia sẻ còn 101 vàng nhé. Chị nào là chốt vàng giúp em. Quả kèo nhé khách. Không biết để chị coi còn màu gì không nè. Ơ nó có khách nào xả màu đỏ không ta? Không mày có định là cho khách đi. Cho đây, cho đây. Hả? Đây, xám có màu nu nữa. Có màu nu nữa, màu nu. Đây tên. Còn màu nu, còn màu đỏ không mũ đâu. Em còn màu nu với màu vàng. Chị nào lấy nu, lấy vàng chút vàng nha. Hàng Burberry 175 có like chia sẻ còn 101. Màu nu với là màu vàng. Hết không? Màu nu với màu vàng thôi, chị nào lấy màu nào chốt màu giúp em. Nu 101 Trang Phạm, cho thông tin số điện thoại này Trang Phạm ơi. Nhưng có màu vàng chị nào lấy chốt vàng giúp em nha. Đây em cho mấy chị coi phone của nó. Hàng này em đẹp tuyệt vời luôn, mấy chị chỉnh chút nha. Rồi chị nào lấy chốt vàng giúp em nè. Vàng nha. Lấy vàng chốt vàng giúp em. Vàng nha. Đây cho con máy của chị. Mai em ra lấy nha chị, rồi cái Trang Phạm. Chị lại Trang Phạm đi. Rồi em qua hàng len đi mấy chị ơi. Đây có Burberry không mũ nè. Burberry không mũ đỏ nè. Burberry không mũ đỏ nè. Chị Nga, mẫu em đang bận nhé. Em giơ con một lần mẫu này nữa. Hàng Burberry không mũ nhé. Đỏ không mũ Lan Nguyễn cho Duy thông tin nè. Cho thông tin xuống thành nhé. 170 like có like chia sẻ của 1.1 màu đỏ nha khách. Em cho bằng màu lên cho khách coi. Màu hồng, màu hồng, màu xanh lá, màu vàng. Nu không mũ em hết rồi. Trời ơi, nu không mũ em không còn nữa rồi. Đây em còn những mẫu này thôi. Màu đỏ nè, màu hồng, màu xanh, màu vàng không mũ. 175 cái like chia sẻ còn 101. Chị màu đỏ nhé. Rồi cái chị Hải Băng. Chị Hải Băng cái màu đỏ đi con. Hồng không mũ rồi ok, hồng hàng ok chị nhá. Chị hồng hàng này. Chị hồng hàng nó chim thì chị với. Chị Hải Băng à, Hải Băng không mũ. Chị Hải Băng không mũ. Cái này là của em còn mũ. Chị đấy, em nói cái màu đỏ là không mũ nè. Là Trang Phạm. Của em kêu không mũ là không mũ nè. Còn mũ hả chị? Thôi hết rồi, hết hàng rồi. Toàn có màu xanh không mà. 45 tiếng mặc vừa không em. Chị ơi, 45 tiếng mặc hơi rộng rồi. Không không, chị Hải Băng thì không cần địa chỉ đâu. Chị Hải Băng anh có địa chỉ số điện thoại rồi, chắc quên mà. Này chị Hải Băng cái này đi. Rồi, hết nha, quay em qua lên rồi mấy chị Đăng Tâm, lên Quảng Châu mấy chị chia sẻ giúp em với.
mua 5 cái để được free ship nha khách. Chất lên dày á, nặng á, nên em sẽ free ship cho khách luôn. Chất lên dày nặng em sẽ free ship cho khách nha. Khách 1 trên 5 cái nha. Mua 5 cái, mua 10 cái là được tiền giá 65. Cái hàng lên này em không có lời bao nhiêu, nên bán theo số lượng lớn thôi. Bù qua bù lại. Màu vàng này đẹp mặt mà lạnh đi. Mà chị có ra chia sẻ giúp em nha. Lên đâu là ta. Hàng lên ấy trước nha mấy chị. Hàng lên móc trước cho mấy chị lựa nha. Hàng lên móc này. Em mặc mấy chị chịu khó coi lại nha. Em mặc từng cái cho mấy chị có son của nó nha. Chị nào là cái này chốt vàng giúp em nè. Lên móc số lượng em được có mấy cái thôi. Lên móc số lượng em được mấy cái thôi. Chị nào là chốt vàng giúp em nè. Đúng một cái màu vàng. Hàng này mấy chị đang ngoài mua 170-180. Lên móc nha mấy chị. Chị nào là chốt vàng giúp em. Có đồ bộ không? Không, không có đồ bộ rồi. Chị nào là chốt vàng giúp em nè. Lỗ cái chị Nguyễn Bim. Mấy chị ơi tranh thủ lựa đi nha. Lên mắc có đi không có đi thì bỏ chơi một cặp. Rồi đợi chị Trúc em ơi. Đợi chị Trúc nhé. Chị mắc lấy từng cái chị like. Cái này hàng lên mắc nha. Chị Nguyễn Bim. Chị Nguyễn Bim ghé lại số điện thoại chị ơi. Chị nào là cái này thì cho giúp em nè. Cho em mã sọc đỏ nè. Sọc đỏ nha mấy chị. Cái này hàng lên móc. Không để em không lấy tiền nên mấy chị yên tâm. Chị nào là cái này cho sọc đỏ giúp em. Sọc đỏ giúp em nha mấy chị. Tại thường thường mấy năm ngoái á, em bán hàng lên được mấy chục ngàn cả luôn. Năm nay em không biết sao chứ năm ngoái này bán được nhiều lắm. Hàng lên năm vừa rồi em đi được nhiều kinh khủng luôn. Đây hàng năm nay em đang đợi vào mùa nữa, lấy rất là nhiều lên cho khách lựa luôn. Chị nào là cái này chốt sọc đỏ giúp em. Rồi ok chị Út Bùi. Mấy chị ơi hàng lên này này dày á, nên mấy chị lựa trên 5 cái là em free ship cho mấy chị luôn nha. Mấy chị lựa 5 cái là em free ship cho mấy chị luôn. Chị nào là cái này chốt vàng bò giúp em nè. Bò nhé. Có lên phong một nhà không em. Đây tiếp mấy cái hàng này hàng phong mà chị hàng phong nè. Còn hàng dài thì em không có. Hàng dài thì nhìn nó phẳng bự lắm. Em có hàng vừa thôi. Cái này mặc đẹp lắm chị ơi. Chị Hồng Liên ơi cái này đẹp nè. Chị nào là cái này chốt vàng bò giúp em. Vàng bò giúp em nhé mấy chị. Mấy chị không có thích coi lên này thì em qua lên tâm cho mấy chị lựa này nha. Đây chị nào là cái này chốt vàng bò giúp em. Chị Kim Loan lấy vàng bò cho em. Chị Kim Loan ơi
Chị em xin lại số điện thoại với địa chỉ nhé, chị Kim Loan. Chị Kim Loan cho em lại địa chỉ số điện thoại nha. Chị nào lấy cái này chốt hồng giúp em nè. Chị nào lấy chốt hồng giúp em nè. Hồng nha. Đây, chị nào lấy chốt hồng giúp em. Rồi ok, ngọc ngọc, đẹp quá. Cái này em móc đúng đi luôn mấy chị. Số lượng cũng được 17 cái rồi. Lên móc sợi. Đây chị nào lấy cái này chốt đỏ giúp em nè. Đây chị nào lấy cái này chốt đỏ giúp em nha. Đỏ nha mấy chị. Rồi ok chị Kim Loan, chị nào lấy chốt đỏ giúp em nè. Cái này đẹp lắm. Rồi Huyền Huyền đỏ này. Hả? Chị Kim Loan lên lấy. Chị Kim Loan ở dưới ấy á. Đỏ ở Huyền Huyền. Hồng. Chị này là chốt hồng giúp em nè. Hồng nha. Hồng giúp mấy chị đẹp. Cái này đẹp lắm luôn. Cái này lên móc đẹp nè. Chị này là chốt hồng giúp em nè. Không đẹp hoàn tiền lại cho em có thể luôn. Nên em khi nào em phải chọn lựa thật đẹp để em mới bán cho khách. Tại hàng lên bên em mà mấy năm là bán rồi. Bán nói chung là mấy năm bán đụng nhiều lắm luôn. Nên là khách từng mua bên em khách yên tâm. Rồi đan nhỏ. Đan nhỏ lấy hồng rồi ok em đan nhỏ nha. Cái này đẹp lắm mấy chị ơi, mặc cái nào lên cũng thấy đẹp luôn. Chất xịt nữa, chất len đúng, len tuyển mà mấy chị, len này này. Do tay em lấy về. Đây. Vàng. Chị nào là chốt vàng giúp em. Vàng nha. 79 ngàn thôi. Này, lên bao đẹp luôn. Chị nào là chốt vàng giúp em. Rồi cái vàng này em chốt cho Huyền Huyền. Mấy chị nhanh tay lựa nha. Tại số lượng em không có nhiều đâu. Len này em tuyển mãn cái đồ đó. Tính nó qua là hàng len tăm. Mấy chị ơi, len tăm cực đẹp nữa kìa. Đây, đây sợi. Chị nào lấy cái này chốt xanh giúp em nè. Chị nào lấy chốt xanh giúp em nha. Rất vai, xanh. Chị nào là chốt xanh giúp em nè. Xanh giúp em nhé mấy chị. Đẹp kinh khủng luôn. Chị nào là chốt xanh giúp em. Cái này là len xòe nè. Xòe vậy nhé. Rồi ok Huyền Huyền xanh luôn. Chị nào là chốt vàng giúp em nè. Vàng giúp em nha khách. Đây chị nào là chốt vàng giúp em. Vàng nha khách ơi, đẹp lắm. Chị lấy xanh luôn nhé. Rồi ok chị Huyền Huyền. Đây chị nào là chốt xanh giúp em, chốt vàng giúp em nè. Vàng. Hoàng Gia Bảo lấy vàng kim số điện thoại chị ơi. Có lên móc không chị? Có đây, em đang like lên móc lên cùng lung nè. Lên móc lên sợi. Lên móc này cho em like đó. Mấy cái phong rộng đó là lên móc hết đó chị. Hoàng Gia Bảo lấy vàng kim địa chỉ nha. Cho em thông tin địa chỉ. Đỏ nè. Chị nào là chốt đỏ giúp em. Đỏ nha mấy chị. Đỏ của nó này. Chị nào lấy chốt đỏ giúp em. Đẹp quá.
Mặc cái nào cũng đẹp mấy chị ơi, lên phong đẹp lắm luôn. Rồi, đợi em chút cho chị Huyền Huy. Chị Huyền Huy mà nhanh. Hàng lên này là thường thường mà giá tầm 200 mấy nha, 260, 270 mà giá thiết yếu của nó. Hàng này hàng em nhập toàn hàng nghiêm. Em nhập cái này là hàng nghiêm không, mấy chị hàng xịn không á. Giờ em lựa, giờ em mấy năm là khách mồi lấy trong xưởng lớn hả. Rồi chị nào là cái này chốt tím giúp em. Dạ chị ơi, 79.000, 10 cái 65.000, 5 cái em free ship. À, chị nào là cái này chốt tím giúp em. Tím giúp em nha. Cái chân váy đâu mà còn không như cái chân váy của chân váy khác chị ơi. Chân váy này của em lâu rồi, em không có bán. Huyền Huyền lấy ok chị nha, len đẹp lắm. Mấy chị ra ngoài mua cái trái của này đó là 260 lận đó. Giá của nó là 260 lận không mấy chị ạ. Đẹp kinh khủng luôn. Chị nào lại chốt vàng giúp em được một đợt thôi. Vậy mai mốt vào mùa nữa các em mới được nhiều. Chị nào lại chốt vàng giúp em nha. Thùy mì kinh khủng luôn mấy chị. Mặc mấy cái này đúng đẹp luôn. Chị nào lại chốt vàng giúp em. Chị nào lấy vàng chốt vàng giúp em nha mấy chị. Chị Lê Vũ lấy vàng lỗ cái chị Lê Vũ. Chị Lê Vũ vàng này. Em còn cái đen nữa, đúng là cái đen thôi. Lên móc đi chị, rồi ok, lên móc. Em lên nãy giờ mà chị không lựa được cái nào à. Đen. Chị nào lại chốt đen giúp em nè. Chị nào lại chốt đen giúp em nha. Đen đẹp lắm luôn. Chị nào lại chốt đen giúp em nè. Rồi ok, Khánh Minh nha. Anh chị Lê Vũ Khánh Minh nhau. Khánh Minh nhau. Rồi lên móc nè. Em còn cái lên móc. Phong này đẹp. Cái này nó đó. Cái này nó hơi bự nha khách. Cái này là dấu quần đập luôn. Cái này phong nó hơi bự. Chị nào là cái này chốt hồng giúp em, cái này phong hơi bự nhá. Chị nào là chốt hồng giúp em. Hồng giúp em nha khách, hồng hồng. Cái này chị nào là chốt hồng giúp em nè, phong hơi bự. Đây chị nào là chốt hồng giúp em nè, dấu quần được luôn. Rồi ok chị Su Lê Nguyễn. Chuẩn bị hết lên này rồi em qua đinh tâm mà chị. Rồi chị nào là cái này chốt hồng cho em này, hồng nhé mấy chị. Chị nào là cái này chốt hồng rớt vai giúp em. Hồng rớt nhá. Ghi hồng rớt vai cho em là được. Đẹp mà. Đúng rồi cái đó bên này đẹp mà phong rộng á. Phong rộng mà. Rồi chị nào là cái hồng rớt vai cho em nè. Hồng rớt vai nhé mấy chị. Cái này đẹp lắm luôn. Hồng rớt vai nhá. Cái này là chất len sợi nhé mấy chị. Cái này là chất len sợi. Nên mấy chị yên tâm. Mấy chị ơi chia sẻ giúp em với. Tụt lực xem mất rồi. Chị nào cái hồng này chốt hồng rớt ra cho em nha. Còn cái đỏ này nữa. Cái này có đủ màu. Màu đỏ này nữa là hết. Đây. Chị nào chốt đỏ giúp em nè. Đỏ nha mấy chị. Mấy chị mà có một kinh đi các mấy chị đi tụi đi mặc sang lắm luôn. Mặc cái quần ring ôm nữa. Sang lắm luôn nha mấy chị. Chị nào lại chốt đỏ giúp em nè. Đỏ nhá. Rớt vai. Chị nào lại chốt đỏ giúp em. Mấy chị ôm một chị cho em xin một cái chia sẻ nữa đây.
chị nào lại chốt trắng giúp em nè. Đây, kiểu sau của nó là như thế này. Chị nào lại chốt trắng giúp em nha. Cái này là len sợi nha, chị nào lại chốt trắng giúp em nè. Chốt trắng giúp em 79 ngàn thôi, bao đẹp luôn. Chị nào lại cái này chốt trắng giúp em nha. Mặc đúng đẹp luôn mấy chị ơi, chất len này dễ mặc lắm. Rất vai, rất vai màu, màu trắng. Rồi em qua lên tâm nhé. Đây chị nào là cái này. Hả? Đó, cái đó là lên tâm. Thôi em qua hàng lên lên tâm cho mấy chị lựa nhé. Chị nào là cái này chốt trắng giúp em nè. Trắng giúp em nha. Chị nào là trắng chốt trắng giúp em. Em qua còn nữa. Còn mấy cái đẹp mà chị không thích coi nữa, em qua hàng lên tâm. Hết lên móc hả chị? Ừ, lên móc chị hết rồi. Được số lượng ít mà là cái số lượng ít à. Hàng tuổi mà được mấy cái hả chị? Hàng đầu á, được mấy cái chị lựa vào đó. Lên đường đá. Mấy chị chịu khó có like nhé, tại em mặc từng cái cho mấy chị có son. Bên em mặc sao chứ. Chị nào lại chốt hồng giúp em nè, lên lên đỉnh đá. Hồng, chị nào lại chốt hồng giúp em nha. Hồng nha mấy chị. Chị nào lại chốt hồng giúp em nè, lên đỉnh đá nè. Chị nào lại chốt hồng giúp em nè. Hồng nha mấy chị, chị nào lại chốt hồng giúp em. Cái này mình vẫn còn mà. Thôi em dơ hàng lên xịn này cho mấy chị coi nè. Áo dù hết rồi. Đây một cái len màu xanh nè. Trời ơi đẹp lắm. Em dơ lên thôi nha mấy chị. Chị nào là chốt xanh cho em nè. Chị nào là cái len màu xanh này chốt xanh cho em nè. Đây cái này là hàng lên tâm nha mấy chị, lên lên tâm lên mịn. Chị nào lại chốt xanh giúp em nè, lên tâm lên mịn nhá, là chốt xanh giúp em. Lên bông hả? Ừ. Cái này là lên bông nha mấy chị. Rồi chị nào lại chốt xanh giúp em nè. Chốt xanh giúp em nha khách. Mấy chị ơi chia sẻ giúp em. Đây chị nào lại chốt xanh giúp em nè, xanh nè. Chị nào lại chốt xanh giúp em. Cái này ra mà cái này vô đẹp này. Màu vàng này nhé. Khách đợi em chút nghe mặc lên khoan cho mấy chị coi. Mặc lên nó mới thấy đẹp được. Tại cái len này len xịn á. Len khoan đúng chuẩn luôn. Chị nào có đơn bên em thì nhớ inbox cho em nha mấy chị. Đây. Đây chị nào là cái này chốt vàng cho em nè. Cái này mai mốt vào mùa mặc đúng đẹp luôn mấy chị, cái này phong hơi rộng. Chị nào là chốt vàng cho em nè. Vàng cho em nha mấy chị thấy không? Chất len của nó này, bao đẹp luôn. Chị nào là chốt vàng cho em. Áo khoác len em chưa về kịp chị ơi, em về hàng len trước, áo khoác len đợt sau mới về được. Chưa về khoác len. Chị nào là cái này chốt giúp em mã vàng này. Vàng nha khách, đẹp lắm luôn. Chị nào là chốt vàng giúp em. Vàng này. Mai mốt vào mùa lạnh đó, mùa mưa cho mặc nó đẹp luôn. Chị nào là cái này chốt vàng giúp em nè. Đây, chị nào là chốt vàng giúp em. Cái này đẹp lắm luôn á. Chị kinh khủng đó. Chị nào là chốt vàng giúp em nha. Đồng giá 79 ngàn em ơi. Đồng giá 79 ngàn. Rồi chị nào là cái vàng thì chốt vàng giúp em nha.
Rồi chị nào lấy cái vàng này chốt vàng giúp em tiếp này. Vàng này, chị nào lấy cái này vàng chốt vàng giúp em này, vàng nhé khách. Cái len này đẹp này, chị nào lấy chốt vàng giúp em. Chị nào lấy vàng này chốt vàng giúp em này. Chất len bao đẹp luôn. Đây em đang mặc lấy phone ôm này. Chị nào lấy cái này chốt vàng giúp em nhé, cái này là phone ôm nhé mấy chị. Đây chị nào lấy cái này chốt vàng giúp em này. Vàng, chị nào lấy vàng chốt vàng giúp em. Mấy chị ơi, con lại cho em xin một chấm với. Mấy chị chia sẻ giúp em với nha. Mấy chị chia sẻ giúp em với nha. Đỏ. Trời. Đỏ này đẹp quá. Chị nào là cái này chốt đỏ giúp em nè. Đỏ giúp em nè mấy chị. Cái đỏ này len đẹp lắm luôn, mịn nhá mấy chị. Len mịn nhá, đẹp quá trời luôn. Chị nào lấy chốt đỏ giúp em. Rồi, cảm ơn mấy chị rất nhiều. Mấy chị nhớ là chia sẻ giúp em rồi nhá. Chị nào cái đỏ này chốt đỏ giúp em với nè. Đỏ cổ tim, ba đẹp luôn. Tay kiểu giống thằng dơi này. Đây, đỏ nhá. Đẹp kinh khủng luôn. Của ai vậy? Lệ em vẫn rơi, Lệ em vẫn ơi, cho Duyên thông tin số điện thoại nha. Cho Duyên thông tin số điện thoại. Cái màu nu này. Em nu. Chị nào là cái này chút màu nu giúp em. Lệ em vẫn ra lấy màu đỏ thì cho Duyên thông tin số điện thoại nhé. Cho thêm thông tin nữa, chị nào là cái này chút màu nu giúp em. Màu nu nha khách. Đây chị nào là chút nu giúp em. Em lại sơ qua cho này. Rồi ok Khánh Nghi nhon màu nu. Ok nha. Em dơ cho mấy chị coi cho nhanh nhé. Mặc lâu sọc nè. Đây chị nào lại chốt sọc giúp em. Mặc lên phon với thấy đẹp. Bộ thì luôn cần cái nào lên đẹp mình mặc lên phon cho thấy. Khánh Nghi nhon. Chị nào lại chốt sọc giúp em nè. Sọc nha mấy chị. Chị nào lại chốt sọc giúp em nè. Chị nào lại chốt sọc giúp em nha. Sọc nâu mấy chị, cái này là sọc nâu đẹp lắm. Chị nào lại chốt sọc nâu giúp em này. Sọc nâu giúp mấy chị, lên sọc nâu. Đây, đẹp kinh khủng luôn. Đây, mai mốt vào mùa không có giá này đâu mấy chị ơi. Mai mốt vào mùa giá toàn nhầm mày không à. Chị nào lại cái này chốt giúp em nè. Chốt giúp em một sọc nhé. Chị nào là chốt sọc giúp em nha. Len gì? Ba lỗ hả? Được chút. Chắc mấy cái len vũ cao này mà chị chưa lấy cho mua đâu. Để em lựa ba lỗ cái gì cho mấy chị coi nha. Trắng này. Chị nào là trắng chút trắng giúp em nè. Lên trắng mấy chị, chị nào là chút trắng giúp em. Trắng nha mấy chị ơi, đẹp lắm. Chị nào là trắng chút trắng giúp em nè. Ba lỗ rồi trời. Trắng này em còn thêm màu trắng với là màu vàng. Màu trắng màu vàng. Đây. Màu trắng với màu vàng nha mấy chị. Em ở Buôn Ma Thuột nha khách. 3318 thì chị lên thì riêng Buôn Ma Thuột. Chị nào lấy vàng chốt vàng là trắng chốt trắng. Đúng rồi, lên chưa ở trước là Khánh Minh Nhon. Rồi chị nào lấy cái này chốt giúp em là màu vàng nhất là màu trắng. 79.000 thôi, mấy chị đang còn 115 đó. Em
em xong một cái lên Nam, em like cái cái Nam này luôn nhé mấy chị. Em lấy cái đỏ nhé, đỏ rồi em ơi, đỏ chốt cho bên kia rồi. Em xong một cái Nam này dưới 75 kg mặc được. Không thì nữ mặc không rộng. Đây, nữ thì mặc không rộng. Cái này nam nữ gì mặc cũng được nè. Chị nào là cái này chốt đen giúp em nha. Nam nữ gì mặc cũng được, cái này hồi bán 250. 250. Giờ 79.000 luôn. Đúng luôn, kia. Chị nào là chốt đen giúp em. Nữ thì mặc làm phong rộng cũng được, còn nam thì dưới 75 kg mặc được nha. Tại cái này đẹp lắm luôn mấy chị. Hàng len của nam thì mặc phân ôm, nữ nó mặc rộng được. Chị nào là cái này chốt đen giúp em. Rồi ok chị Hồng Liên, đẹp lắm luôn. Bỏ video ngay cho chị nha. Để chị quay lại. Chị Hồng Liên mình cắn vào gì ta? Nhớ như không kìa. Trắng. Trắng cánh dưa ơi. Chị nào cái trắng nó chốt trắng giúp em nè. Trắng nhé khách. Mình mặc thêm cái áo sơ mi ở trong được vẫn đẹp. Vậy xả cái đỏ ra cho ấy chứ không vậy nữa. Để em ấy nè bỏ ra. Rồi chị nào là cái này chốt trắng giúp em này, trắng nhé khách. Rồi ok em nha. Cho em vào một cái màu ruốc này nó đen này mấy chị. Cái này là da, da của nó da nó yếm là 290. Da gì đó, da gì đó. Cái cái giúp mình đây, cái này là hàng nghiêm nhưng mấy chị nên là được in bằng nhỏ sổ luôn. Đó là hàng nghiêm, cái này là hồn bán người ta bảy 290 lận này. Bây giờ chị nào là cái này chốt màu nu giúp em nè. Màu nu nhé mấy chị. Màu nu ruốc đẹp lắm. Chị nào là cái này chốt nu ruốc giúp em. Em chọn một cái phong rộng cho mấy chị nữ nhé. Đây. Chị nào là cái này chốt màu nu cho em nè, màu nu nhé. Nó như kiểu màu ruốc á, đẹp lắm. Cái đó cũng như đâu. Chị nào là cái này chốt màu ruốc giúp em nè. Đây, đẹp lắm. Mấy này chưa vào mùa lạnh á. Ôi, mới vào mùa lạnh thì là mùa giá lại cao. Bao đẹp luôn. Rồi ok chị Thùy Lê. Áo kiệu đi em. Đây. Chị Thùy Lê lấy cái này rồi để em lựa mấy cái kiểu len kiểu cho mấy chị coi nè. Còn mấy cái sắc mắt các bạn lấy mấy cái sắc mắt đi. Hả? Chị Thùy Lê ơi, chị có đơn nha ha. Chị còn chưa có cho em địa chỉ số điện thoại nha. Ai chị nào là cái này chốt đen giúp em này. Rồi. Sao cái gì nha. Rồi chị nào là cái này chốt giúp em này, chốt màu giúp em màu đen nhá. Con ôm đẹp lắm. Màu đen nhá mấy chị. Chị nào là chốt đen giúp em. Hớp đen này đi. Ăn bỏ đi. Xếp gọn nó nè. Qua đen kiểu này mấy chị.
tùy tùy cái nhim, tùy loại. Em hỏi cái màu gì á? Loại nào đây em? Đây, một cái sọc nè. Len sợi sọc. Chị nào là cái này chốt sọc cho em này, sợi nhé. 79 ngàn nhé khá. Chị nào là cái này chốt cho em mã sọc này, len sợi nhé. Mua 5 cái này full receipt. Chị nào là cái này chốt sọc cho em này, sọc này. Đây, chị nào là chốt sọc cho em nha. Dạ, tìm chắc mai em mới... Mai hả? Từ nãy em chốt đơn sau em mới ship mấy giờ rồi ạ? Mấy giờ rồi? Chị nào là chốt sọc cho em nè. Chắc mai không kịp rồi hả? Chiều mai em mới ship được. Chiều mai ai ship? Mày sao lại bắt like để chốt đơn trong phố này đi. Chị nào là cái này chốt sọc cho em nha. Cam nè. Đây. À. À, dạ em ở 33 trên 18 chị Lê Thị Liên ấy chị ơi. Trong hình bì em có đó, chị có coi giúp em với hình bì em có đó, có số điện thoại với là địa chỉ luôn á. Hình bì em có rồi, chị nào cái này chốt cam giúp em nè. Chốt cam giúp em nè. Ok chị Anh Lưu, chị Anh Lưu ơi cho em lại số điện thoại. Dạ rồi ok chị. Anh chụp. Rồi chị nào là cái này thì cho giúp em nè. Cho giúp em mã trắng. Chị nào là cái này chốt trắng giúp em nè. Trắng nha khách. Trắng tay bèo. Chị nào là chốt trắng giúp em. Trắng này. Chị nào là trắng chốt trắng giúp em nha. Lên này đẹp lắm luôn. Chị nào là chốt trắng giúp em. Chị nào là trắng cho trắng cho em nha. Sọc. Chị nào là cái sọc này chỗ sọc này. Chị nào là cái sọc này chỗ sọc cho em này. Sọc nha khách. Chị nào là sọc này chỗ sọc cho em nha. Trông này đẹp kinh khủng luôn. Em còn một cánh màu rêu. Chị nào cái này chốt rêu giúp em này. Cái này là rêu nha khách. Màu rêu, chị nào chốt rêu giúp em. Rêu giúp em nha khách. Đây chị nào rêu, cái rêu này chốt rêu giúp em nè. Cột chui. Đẹp kinh khủng luôn, chị nào chốt rêu giúp em nha. Màu rêu. Rêu ngọc ngọc rồi, ok ngọc ngọc rồi, có cái đen rất vai nè. Đen nha khách, chị nào chốt đen giúp em nè, đen rất vai nha. Thích vai, chị nào chốt đen giúp em. Chị nào này đen này, chốt đen giúp em nè. Đen này thích vai nha khách, này thích vai. Chị nào này chốt đen giúp em. Một cái trắng đinh đá. Đây. 79 ngàn em ơi. 79 ngàn nha. Đây, chờ cái này thì đây, đẹp lắm luôn. Chị nào là cái này chốt trắng giúp em nè. Trắng nha khách. Đơn giản thôi nhưng mà rất là đẹp. Chị nào là chốt trắng giúp em nè, trắng nhé. Chị ơi, áo khoác màu gì chị nào áo khoác nào á? Chị nào áo khoác nào á chị ơi? Em còn một cái cam nữa. Em còn cái cam nữa này. Chị nào là vừa này chưa chốt được cam giờ chốt cam nhé. Cam này, chị nào lại chốt cam giúp em. Đây, chị Thùy Lê còn đó mà. Chị Thùy Lê lấy cam này thì ok giúp em không này. Cam nhé, chị nào lại chốt cam giúp em. Chị nào lại cam giúp em nha. Ok.
Em mới cho chị xem ở đây. Cái ông là ý là cái hàng đất tôi hơi. Chị Lan Trần lấy cam à? Để em cam đi rồi đó, okay. Để cho Ngọc Ngọc cái cam đi. Để cho Ngọc Ngọc nha. Rồi ok em. Còn cam đi cái gì cam đâu nữa. Đó rồi. Em đang like cái đen đó, mặc cái đen rất vai cho chị coi. Cái đen rất vai đâu rồi? Cái đen trắng ấy. Em có hai màu đen với trắng. Áo khoác à, con đây, đợi chút chút đây. Đen nè, đen nhá. Em có hai màu, màu đen với màu trắng. Màu đen với màu trắng nè. Chị nào lấy màu nào thì chốt màu giúp em nha. Cái này là rất vai nè mấy chị. Đây, chị nào lấy màu nào thì chốt màu giúp em. Màu đen với màu trắng. Đen với trắng nè. Chị nào lấy màu nào thì chốt cho em. Rồi ok. Ok em. Ok em nha. Đẹp lắm, mua đi. Sao mà mặc về mai mốt. Mùa mùa mặc bên đây hay mưa nữa. Mặc này nó đẹp lắm. Rồi chị nào lấy đen cho đen này trắng cho trắng giúp em mình nhé mấy chị đẹp. Đây. Chị nào lấy thì cho giúp em mình nha. Thùy Lê nhé. Rồi ok chị Thùy Lê. Ok chị nha. Vàng này, sọc vàng. Chị nào là cái này chốt sọc vàng giúp em này. Sọc vàng Chanel. Chị nào lấy sọc vàng chốt sọc vàng giúp em nha khách. Sọc vàng giúp em nha. Chị nào lấy cái này thì chốt sọc vàng giúp em nha khách. Đây sọc vàng. Chị lại cả ở đây lớp vàng nhé. Rồi ok chị em chốt cho chị rồi. Chị nào là chốt sọc vàng giúp em nhé. Chị nêu sọc vàng chị nêu. Bảy chín nha chị ơi. Em ấn cái ô vàng. Rồi ok chị. Sọc đỏ. Sọc vàng. Dạ rồi ok chị. Sọc vàng lấy rồi ok chị Lan Trần. Áo khoác ố vàng hả chị? Chị Thư Thư. Cái gì? Chị Thư Lê. Thư Lê. Vàng. Chị Lan Trần nói cho em thêm địa chỉ nha. Chị Lan Trần nhớ em thêm địa chỉ nha. Đây, áo khoác này này khác, 170 chia sẻ cùng 101. Em có 2 cái, không mũ và có mũ. 170 chia sẻ cùng 101. Đen nhất chị Thu đây. 170 chia sẻ cùng 101. Chị thấy chưa ạ? Chị lại đi ok giúp em nhé, em có không mũ và có mũ. Đây. Không mũ và có mũ nhất chị nhé. Đây, xong này. Để chúng ta thử nó coi. Rồi chị lấy áo quá thì chốt cho em áo quá nha. Chị Lan Trần cho địa chỉ nhá. Chị Lan Trần nói cho em địa chỉ với. Chị đang cần em đi chụp rồi nha. Rồi, một cái màu hồng này. 53kg vừa không? Dạ vừa nhé chị Thu Lê. Dạ vừa nhé. 53kg dao động từ 50kg lại vừa. Con size to là dưới 60kg. Chị nào là cái này chốt hồng giúp em nè. Hồng nhé khách. Hồng. Chị nào chốt hồng cho em.
Hình như là chị đồng... Cái này bao nhiêu em? Áo lên 79 áo khoác 101. Rồi ok thằng ngon không? Em like nhanh cho mấy chị lựa mấy cái đẹp nhé. Nãy giờ like chậm. Đỏ này. Chị nào cho đỏ dẫn cho em. Em vừa cho chị xong rồi chị em dồn đơn. Rồi vậy thôi dồn đơn cho chị đi. Chị Lan Trần chị không cho em số điện thoại. Không cho em thì chị à. À khoảng 101 em ơi. 175 khoảng lại chia sẻ còn 101. Rồi chị nào là chốt đỏ giúp em. Cho lên đỏ này. Chị nào là chốt đỏ giúp em nha khóc. Chị nào là chốt đỏ giúp em. Rồi em dồn đơn cho chị Thùy Lê rồi. Chị nào là chốt đỏ giúp em nè. Đỏ nha mấy chị. Cảnh Di ơi. Cái này là cảnh Di nha mấy chị nào là cái cảnh Di này chốt đen giúp em nè. Cảnh Di ơi. Chị nào là cái áo này thì chốt giúp em này. Đen là cạnh dơ nha mấy chị. Chị nào chốt giúp em mạ đen. Đen cạnh dơ sọc. Đây cạnh dơ nhé. Chị nào lại thì chốt giúp em này cạnh dơ. Hoặc là đen nha mấy chị. Hà ren lên đẹp lắm luôn. Không đẹp em hoàn thiện nha mấy chị luôn. Chị nào lại chốt đen giúp em. Ai Ngọc Ngọc à. Rồi ok em. Một cái hồng cắn ngắn tay. Ngắn tay mà đình đá. Mấy chị chạy một chút nhé, hơi ấy. Hồng này mấy chị, hồng ngọc này đồ ok em, đồ rồi chị nào là cái này cho chúng em mã hồng này, hồng này theo ngọc đính ngọc nha mấy chị. Chị nào là cái này chốt hồng giúp em này, hồng và đính ngọc nha mấy chị. Chị nào là chốt hồng giúp em. Chị nào là cái hồng này chốt hồng giúp em này. Rồi 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 chị đổi cho em này nhé, ngọc ngọc đổi cho em rồi. Đổi qua cái màu rơi. Chị nào là cái này cho em mã hồng này. Mã hồng nha mấy chị, cái này đẹp lắm. Chị nào là chốt hồng cho em nha. Chui màu nâu. Chị nào là cái này là chút màu nâu chị em. Chút màu nâu cho em nha mấy chị, cái này đẹp nè. Chị nào là chút màu nâu cho em nha. Đây chị nào là nâu chút nâu cho em. Cái tay nó đẹp lắm nè. Chị nào là nâu chút nâu cho em nhé. Thôi chị nào có đơn bên em inbox thông tin cho em nhé. Thôi em tắt like đây. Chị nào có đơn bên em inbox thông tin cho em nhé mấy chị. Để em đi hàng sớm với mấy chị nha.